Từ hẹn hò đại tác chiến, thế giới mang theo Kabala sinh mệnh cây thần đại thương thai xuyên đến võng vương thế giới. Trở thành con trai độc nhất của thần tài phiệt hùng cứ châu Á, quốc tam gia nhập băng đế của cảnh ngô. Tay cầm 10 đại tinh linh lực, đại tái toàn quốc. U17 Cũng bất quá là nơi vui chơi của thần đại thương. Việc tiền long mã không có kỹ năng ta phục chế qua. Thiên thần thứ hai của tôi vẫn được sao chép như chưa từng thấy. Giấu vết băng chi thế giới. Thiên thần thứ tư của tôi đóng băng con rối. Hạnh thôn thật sự diệt ngũ giác. Thiên sứ thứ sáu của ta phong giải chủ phong ấn tất cả. Bình đẳng viện phượng hoàng quang đánh bóng. Hủy diệt. Thiên sứ thứ mười của ta ác sát công hủy thiên diệt địa. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1, bại trận hờ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nê ông, phía sau trại huấn luyện U17, sân vận động đơn giản. Phượng Hoàng Viện Bình đẳng một bên vỗ tennis trong tay, một bên gắt gao nhìn chầm chầm thiếu niên thoạt nhìn thập phần non nớt, còn ngáp đối diện kia. Đây là hắn trong năm nay, lần thứ 100 khiêu chiến trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ là cái trong nước sinh thiếu niên. Mà trước đó, chiến tích của hắn là 99 thua không thắng này 99 trận đối cục, hắn toàn bộ đều bị đối diện cái này nhìn như gầy yếu thiếu niên toàn bộ phương diện nghiền ép. Mà trận này, chỉ kém một bóng cuối cùng, hắn lại muốn thua. Trước khi gặp thiếu niên trước mắt này, bình đẳng viện Phượng Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thua thảm như vậy. Anh nhớ năm đó là năm đầu tiên anh bước vào trường trung học và cũng là năm đầu tiên anh bước vào trại huấn luyện U17. Thời kỳ quốc trung, anh dẫn dắt trường trung học Mục Chi Đằng hoàn thành cuộc thi tam liên bá quốc trung. Lấy thân phận bá chủ đi vào trại huấn luyện U17. Cho dù là hắn là bởi vì bị quỷ thập Thứ Lan đánh bại mới đi tới sau núi, vậy cũng bất quá là quỷ thập Thứ Lan so với hắn đạt tới cảnh giới kia trước mà thôi. Chờ sau khi hắn đi vào cảnh giới kia, quỷ thập Thứ Lan, một tay có thể phá. Nghĩ tới đây, bình đẳng viện Phượng Hoàng trong đầu lơ đảng liền hiện ra ba năm trước lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này cảnh tượng. Trại huấn luyện U17 một cái hố trũng, ngay cả hàng rào bảo vệ bốn phía sân bóng cũng bị mở ra từng cái lỗ lớn trên sân tennis. Một nam nhân tóc đỏ bộ mặt dữ tợn, dáng người khôi ngô, đem vật tennis đã đứt mấy sợi dây chống ở trên vai. Đi tới sân bóng bên kia, đối quỳ trên mặt đất, trên trán chảy máu tươi nam nhân tóc vàng nói ra. Phượng Hoàng, ngươi đã thua, đi kiến thức phong cảnh địa ngục rồi trở về đi nam nhân này chính là đối thủ duy nhất mà Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng thừa nhận trong trại huấn luyện U17. Quỷ Thập Thứ Lan Nói xong, Quỷ Thập Thứ Lan liền cùng đám người nhập gian tụ nhiều rời đi. Đây là trận đấu quyết định vị trí số 1 trong trại huấn luyện U17. Ở sân tennis bên trong xem cuộc chiến những người khác không dám tin nhìn quỳ gối sân tennis bên trong Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng. Cái kia bá vương Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng, vậy mà thua đây hết thảy đều phản phất là đang nằm mơ. Bình đẳng viện phượng hoàng quỳ trên mặt đất, như là một con bị thương cô lan. Cho dù đám người viễn giả đốc kinh bình thường quen thuộc bình đẳng viện cũng không dám tùy tiện tới gần. Trên bầu trời dần dần đổ mưa nhỏ, phượng hoàng bình đẳng viện ngẩng đầu, mặc cho nước mưa vỗ vào mặt mình. Khi vết thương trên trán đụng phải nước, cảm giác đau đớn rõ ràng khiến phượng hoàng bình đẳng viện hiểu được, tất cả đều là thật. Từ nhỏ hắn đã dùng thực lực kinh người nghiền ép tất cả bạn cùng lứa tuổi, vậy mà thật sự thất bại. Hư ảnh khủng bố sau lưng quỷ thập thứ lan giống như ác quỷ tu la, khiến hắn ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có liền thua. Bình đẳng viện Phượng Hoàng lần đầu nếm được tư vị thất bại, trong lúc nhất thời căn bản là không thể tiếp nhận kết quả này. Huấn luyện viên hát bộ của U 17 từ khởi phu cầm ô đi tới trước mặt Phượng Hoàng viện Bình đẳng. Nhàn nhạt nói bình đẳng viện phượng hoàng ngươi đã thua làm người thua dựa theo quy tắc trại huấn luyện ngươi phải đi sau núi tiến hành tu luyện hát bộ do khởi phu nói bình đẳng viện phượng hoàng lấy lại tinh thần cúi đầu từ trên mặt đất bò dậy kéo lê thân thể mệt mỏi dầm mưa rời đi sau khi phượng hoàng viện bình đẳng đi một huấn luyện viên khác của u 17 bảy thác thực long nhị cũng cầm ô đi tới đứng ở bên cạnh hát bộ do khởi phu hát bộ do khởi phu nhìn bóng lưng phượng hoàng rời đi của bình đẳng viện hỏi dữ liệu thu thập thế nào thác thực long nhị lấy quyển sổ trong túi ra mở ra một trang mới nhất trên đó rõ ràng ghi lại tin tức về phượng hoàng và quỷ thập thứ lan của bình đẳng viện số liệu năm chiều của hai người bọn họ đều không thể đo lường nhưng quỷ thập thứ lan đã sớm bước vào thần đạo atula trước mắt bình đẳng viện phượng hoàng cũng không phải đối thủ của hắn bất quá dựa theo ta đối với hai người bọn họ tìm lực suy đoán đến xem, chờ bình đẳng viện Phượng Hoàng mở ra dị thứ nguyên sau, thực lực của hắn muốn vượt qua quỷ thập Thứ Lan. Hắc bộ do khởi phu gật gật đầu, tiếp theo thác thực Long Nhị nói. Bình đẳng viện Phượng Hoàng vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo đều đã đạt tới bình cảnh, hy vọng hắn đi sau núi, có thể tại tổng huấn luyện dưới thành công mở ra dị thứ nguyên A. À. Sau cơn mưa trời lại sáng, bình đẳng viện Phượng Hoàng lưng đeo ba lô, cầm vật tennis từng bước từng bước đi lên cái này tại U17 trại huấn luyện trung giữ kín như bưng phía sau núi. Một hơi trực tiếp leo lên đỉnh núi bình đẳng viện Phượng Hoàng cũng bất quá là hô hấp thoáng dồn dập một chút thôi. Đỉnh núi vẫn rất rộng rãi, cách đó không xa còn có một căn nhà gỗ. Bình đẳng viện Phượng Hoàng suy nghĩ cái kia nhà gỗ nhỏ đại khái chính là hắn đích đến, cất bước hướng về cái kia phương hướng đi đến. Trên đường đi về phía nhà gỗ nhỏ, bình đẳng viện Phượng Hoàng nhìn thấy hai thiếu niên một nam một nữ. Đều bất quá là bộ dáng sinh ra trong nước. Thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng bạc, sau đầu thắt thành bím tóc đến thắt lưng. Trên người mặc một bộ váy liền áo màu trắng bạc, đẹp như là tinh linh của thế giới khác. Hai cái chân dài trắng nõn dưới ánh mặt trời chiếu rọi trắng đều có thể phản quan. Mà thiếu niên thì là một đầu đen nhánh nhẹ nhàng khoan khoái nửa tóc dài, giống như là cổ Hy Lạp điêu khắc bình thường đao bổ búa đục trên mặt mang theo một tia thích ý nụ cười. Trên người mặt chính là cùng bình đẳng viện phượng hoàng trên người giống nhau như đúc U17 trại huấn luyện quần áo. Thiếu nữ quỳ xuống trên bãi cỏ, mà thiếu niên thì lại nhắm mắt lại nằm ở cặp kia đủ để làm người điên cuồng đùi trên, hưởng thụ thiếu nữ gối đầu gối. Thiếu nữ trên mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt, xanh ung ngọc chỉ cho thiếu niên nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương nhìn thiếu niên trong ánh mắt mang theo quan mang, phản phất ngoại trừ thiếu niên này ở ngoài rốt cuộc không chứa nổi thứ gì khác. Cho dù là phượng hoàng viện bình đẳng trong mắt chỉ có tennis cũng không thể không tán thưởng mỹ mạo kinh thế hải tục của thiếu nữ này. Bất quá, thiếu niên kia tại bình đẳng viện phượng hoàng xem ra, 89 phần 10 là cái dựa vào trong nhà quan hệ đến U17 trại huấn luyện bên trong mạ vàng nhà giàu thiếu gia mà thôi. Nếu thật sự muốn có thành tựu trên đường đi tennis, Sao có thể lười biếng như thế? Trên thế giới này, tennis là môn thể thao phổ biến nhất. Có thể có thân phận thành viên trại huấn luyện U17 đối với những đệ tử nhà giàu này mà nói cũng là một lý lịch không tồi. Bình đẳng viện Phượng Hoàng không quản hai thiếu nam thiếu nữ này, mà là trực tiếp đi về phía nhà gỗ. Không đợi Bình đẳng viện Phượng Hoàng gõ cửa, một cái đầy người mùi rượu, để lại râu quai nón, mặt màu đen vải bào lão đầu tựu đẩy ra nhà gỗ nhỏ cửa say khước nhìn Phượng Hoàng Bình Đẳng Viện. U, hôm nay lại tới một kẻ yếu. Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng tính tình nóng nảy tức giận trong lòng lập tức bị hai chữ kẻ yếu này bốc lên. Ngươi đang nói cái gì xú lão đầu? Vừa nói, Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng còn muốn lấy tay túng lấy cổ áo lão đầu. Nhưng không đợi tay hắn chạm vào lão giả, đã bị bàn tay to thô ráp của lão giả chế trụ lại, một cái bắt ngược lại chụp trên mặt đất tay kia đem bình đẳng viện phượng hoàng đầu gắt gao đặt trên mặt đất lực lượng cực lớn từ bàn tay thô ráp truyền đến mặt cho bình đẳng viện phượng hoàng giãy dụ như thế nào đều là tốn công vô ích đáng giận lão già thối ngươi mau buông ta ra bình đẳng viện phượng hoàng trong mắt tràn đầy khuất nhục hắn chưa từng có bị người đem đầu ấn trên mặt đất nhưng lão đầu chẳng những không để ý tới bình đẳng viện phượng hoàng ngược lại lần nữa gia tăng lực lượng trên tay tiểu tử nếu đều đã tới sau núi, nên điều thấp một chút, còn có, ngươi là như thế nào cùng U-17 trại huấn luyện tổng huấn luyện viên nói chuyện? Lão nhân này chính là U-17 trại huấn luyện tổng huấn luyện viên ba thuyền nhập đạo, hắn đã từng cùng tennis với thần thoại võ sĩ Nam Thứ Lan là đối thủ. Sau đó rút lui trở lại nê ông và bắt đầu dạy một thế hệ cầu thủ mới. Bình đẳng viện Phượng Hoàng cũng mặc kệ cái gì tổng huấn luyện viên không tổng huấn luyện viên hắn hiện tại chỉ muốn hành đánh lão nhân này một trận. Hỗn đảng, ta quản ngươi là cái gì tổng huấn luyện viên không tổng huấn luyện viên, mau buông ta ra. Sách mới khởi hành, ngày đầu số liệu rất trọng yếu, cầu điểm hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu, cảm tạ các vị. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02 tên là thần đại thương thiếu niên bạn đang nghe tại truyện chấm audio ba thuyền vào đường nhìn bình đẳng viện phượng hoàng hung ác trong mắt hiện lên nụ cười không sai hắn liền thích như vậy gai chỉ cần không giống tiểu tử kia giống nhau vô dục vô cầu là được ba thuyền nhập đạo buông lỏng tay phượng hoàng bình đẳng viện nhẹ nhàng hỏi một câu người muốn mở ra gì thứ nguyên lĩnh vực sao Bình đẳng viện Phượng Hoàng vốn còn muốn tiếp tục cùng ba thuyền nhập đạo đồng thủ hơi sửng sốt. gì thứ nguyên. Thứ gì? Tự hồ nhìn ra Phượng Hoàng bình đẳng viện nghi hoặc, ba thuyền nhập đạo tiếp tục giải thích. Chính là thứ cậu và quỷ thập thứ lan nhìn thấy ở phía sau. Bình đẳng viện Phượng Hoàng nhớ tới lúc ấy ở phía sau quỷ nhìn thấy thân ảnh giống như quỷ thần. Còn có cảm giác áp bách hoàn toàn không thể địch nổi kia. Nghe được cấp độ mới không biết này, bình đẳng viện phượng hoàng kiềm chế hỏa khí trong lòng, nhẫn nại hỏi. Ngươi có thể dạy ta mở ra gì thứ nguyên lĩnh vực? Ba thuyền vào đường cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, ở một cái. Muốn bước vào dị thứ nguyên lĩnh vực, ngươi nhất định phải bước lên Atula thần đạo. Atula thần đạo chính là sau khi trải qua đa số thất bại nghiêm trọng một lần nữa nhặt lên lòng tự trọng bị người thắng đánh bại, cũng mang theo những ý niệm không cam lòng và cố chấp đem nó dung nhập vào trong tinh thần quần vật mại dũa, sau khi trải qua lễ rửa tội kiểu địa ngục một lần nữa mở ra con đường báo thù quần vật. Thân thể người mới bước vào Atula thần đạo các hạng thể lực đều cân đối đạt được thăng hoa cực lớn, hơn nữa kỹ thuật chơi bóng tiến hóa vượt xa chính mình. Thứ nguyên lĩnh vực chính là thứ tennis khác mà chỉ có người chết một lần mới có thể ôm, cho dù chết cũng phải đi hết thần đạo địa ngục mới có thể lĩnh ngộ được bình đẳng viện phượng hoàng trong đầu lặp lại lời nói của ba thuyền nhập đạo. Nhưng ta chỉ thu một lần, phải lĩnh ngộ thần đạo Atula như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta tìm lại quỷ? Từ khi bình đẳng viện phượng hoàng chơi bóng tới nay liền ít khi thu qua, cho dù thua cũng là bại bởi những người lớn tuổi kia, bất quá là bởi vì tuổi tác cùng thân thể phát dục, thua cũng không có gì để ý. Dù sao, coi như là quán quân thế giới, khi còn bé cũng bị ngược đãi lớn tuổi hơn mình vô số lần trong đám bạn cùng lứa tuổi hiện tại có thể đánh bại hắn cũng chỉ có quỷ thập thứ lan trên mặt tam thuyền nhập đạo lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm hướng về phía thiếu niên phương xa gọi một tiếng thần đại tiểu tử lại đây một chút thiếu niên nằm trên gối thiếu nữ hưởng thụ buổi chiều tốt đẹp nhíu mày bất tình không muốn ngồi dậy cau mày oán giận nói lão già thối này sao lại nhiều chuyện như vậy sớm biết phiền phức như vậy ta còn không bằng ở nhà Thiếu nữ che miệng cười trộm, vươn tay xoa dịu lông mày đang nhíu của thiếu niên. Được rồi thương, mau đi đi. Thiếu niên tên là thần đại thương, là con trai độc nhất của thần đại tài phiệt hùng cứ châu Á, năm nay mới 12 tuổi. Ba năm trước bị ba thuyền nhập đạo đưa đến trại huấn luyện U17. Thần đại thương đứng dậy, duỗi lưng một cái, cầm lấy vật tennis bên người. Cùng thiếu nữ đồng thời đi về phía nhà gỗ nhỏ đi tới. Ngươi nói buổi tối chúng ta ăn cái gì tốt đây? Thiếu nữ tên Vi Vi gật cầm suy nghĩ một hồi rồi nói. Đậu phụ ma bà thêm sườn xào chú Ngọc đi, thêm canh trứng cải thì thì sao? Bình đẳng viện Phượng Hoàng nhìn thiếu niên thiếu nữ thảnh thơi đi tới. Trên đầu không khỏi xuất hiện một vệt hát tuyến. Anh sẽ không chuẩn bị để em chơi bóng với sinh viên quốc gia đó chứ? Không đùa chứ? Để cho hắn một học sinh trung học đi chơi bóng với một học sinh trung học chẳng lẽ hắn thu một trận về sau, tại cái này cái gọi là U17 tổng huấn luyện viên trong mắt, cũng chỉ có thể cùng quốc trung sinh chơi bóng sao. Ba thuyền nhập đạo sắc mặt quái dị nhìn bình đẳng viện Phượng Hoàng. Hy vọng sau khi người giao thủ với hắn còn có thể nói ra lời này. Tóm lại, hắn chính là đối thủ duy nhất của ngươi trước khi bước vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Bình đẳng viện Phượng Hoàng nắm chặt vợt trong tay, trên người tản mát ra hàng ý lạnh như băng. Thần đại thương và thần đại đi tới tìm tôi có chuyện gì? Tam thuyền nhập đạo chỉ vào bình đẳng viện phượng hoàng cao hơn thần đại thương một cái đầu nói. Dựa theo ước định của chúng ta, ta cho ngươi bắt cá ở chỗ ta, nhưng khi cần thiết, ngươi phải giúp ta đối luyện. Thần đại thương sờ sờ cầm, nhìn hiện tại rõ ràng còn là một tiểu thịt tươi bình đẳng viện phượng hoàng. Cũng không rõ ngắn ngủn hai ba năm, bình đẳng viện phượng hoàng là như thế nào biến thành một cái đại thúc. Hơn nữa nhìn băng vải trên đầu hắn, hẳn là vừa bị quỷ thập thứ lan ngược một trận. Thần đại thương gật đầu nói. Vậy được rồi, người đây là muốn giúp hắn mở ra dị thứ nguyên đi, một lần cũng không đủ a, à, ta tối đa 10 ngày mới cho cùng hắn đánh một lần. Ba thuyền nhập đạo đối với yêu cầu của thần đại thương cũng không có dị nghị. Có thể làm cho con cá muối này động đậy đã là không tệ rồi, 10 ngày một lần thì 10 ngày một lần đi. Chỉ là bình đẳng viện phượng hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi hai người này trong đối thoại thật giống như hắn là cái tiện tay có thể bóp chết con kiến bình thường một chút cũng không đem hắn để ở trong mắt cơn tức trong lòng cùng sự không cam lòng cùng khuất nhục bại bởi quỷ thập thứ lan lúc trước đồng loạt xông lên đầu làm cho bình đẳng viện phượng hoàng vốn tính tình nóng nảy cơ hồ nhẫn nại đến cực hạn trong lòng tính toán đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết sống chết trong nước sinh một trận cả đời không dám chơi tennis nữa Bình đẳng viện phượng hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn chỉ vào vật tennis trong tay thần đại thương nói ra tiểu tử vật tennis của ngươi bị đứt hai sợi có muốn đổi vật khác không miễn cho lát nữa thua dùng cái này để lấy cớ thần đại thương nghe vậy nhìn về phía vật của mình ở giữa quả thật đứt hai sợi dây ngượng ngùng gãi đầu nhà 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 đã lâu không chơi tennis đoán chừng là lần trước dùng nó bắt bướm không cẩn thận bị gãy quên đi dùng cái này đi nếu ngươi có thể thắng cái này cũng giữ lời lời thiếu niên chẳng hề để ý rơi vào lỗ tai phượng hoàng bình đẳng viện chính là nhục nhã trần trụi vật tennis bị đứt dây ảnh hưởng đối với chất lượng đánh bóng cũng không phải là một chút dây vật lỏng lẻo vô luận là đối với tốc độ và sức mạnh đánh bóng đều sẽ có mức độ suy yếu nhất định nhất là trong cao thủ quyết đấu điểm suy yếu này sẽ bị phóng đại vô hạn lấy bình đẳng viện phượng hoàng chính mình mà nói, nếu như dùng cái này đoạn tuyến phách tử, thực lực tối thiểu sẽ kém hơn một tầng, thậm chí có thể cao hơn. Trên lệch bực này ở chất lượng cao đối với cục diện là trí mạng. Bình đẳng viện Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía sân tennis trên đỉnh núi. Thần đại thương thấy thế cũng chuẩn bị đi sang bên kia. Nhưng ba thuyền nhập đạo lại gọi hắn lại, thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi xuống tay nhẹ một chút, những thứ siêu quy cách kia không cần dùng. Thần đại thương khoát tay áo. Được rồi, ta biết rồi, là lý dài dòng như một bà già, nếu không ngươi tới. Ba thuyền nhập đạo bị thần đại thương nghẹn nói không ra lời, thở phì phò cầm lấy hồ lô rượu mãnh liệt trót một ngụm. Tiểu tử thối này, vẫn tức giận như vậy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03 Quang đánh bóng, hủy diệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thần đại thương đi tới bên kia sân tennis đứng lại Gió nhẹ từ đỉnh núi thổi tới, cuốn mái tóc mềm mại của hắn lên Ba thuyền vào đường lấy từ trong túi ra một quả bóng tennis ném cho Phượng Hoàng Viện bình đẳng Một bàn định thắng bại, người phát bóng trước Phượng Hoàng viện bình đẳng một tay mượn ba thuyền vào đường ném tới quần vật, vỗ vài cái trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng tìm kiếm điểm có thể đột phá. Mà thần đại thương đối diện, khiên vật tennis cứ như vậy thoải mái đứng ở giữa sân bóng, khắp người đều là sơ hở, rồi lại giống như một tia sơ hở cũng không có. Điều này cũng làm cho bình đẳng viện Phượng Hoàng có chút không hiểu. Tiểu tử này, rốt cuộc là biết chơi tennis hay không biết chơi tennis à? đừng là một người cố làm ra vẻ huyền bí. Mặc kệ nói như thế nào, trước thử thăm dò một chút đi. Phượng Hoàng Viện bình đẳng ném quả bóng tennis trong tay lên cao, đầu gối hơi cong, thân thể cong thành một cây cung lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm quả bóng tennis đang rơi xuống. Đợi đến khi quần vợt rơi xuống độ cao thích hợp, cờ bắp trên cánh tay nhô lên, cấp tốc vung vỗ. Chỉ nghe bùng một tiếng, Quân vật giống như một quả đạn pháo nhắm vào đường biên của thần đại thương đánh úp lại. Đây là một quả cầu thăm dò rất bình thường, đánh về phía góc cạnh, điều động đối phương chạy tiêu hao thể lực đồng thời quan sát sơ hở của hắn. Bất quá cũng chỉ là đối với cấp bậc như Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng mà nói. Chỉ là khi Bình Đẳng Viện nhìn về phía bên kia thời điểm, lại phát hiện thần đại thương cũng đã sớm ở điểm cầu điểm rơi chờ đợi. Đồng Tử Phượng Hoàng Bình Viện co rụt lại, hắn đến bên kia lúc nào, hoàn toàn không có dấu vết chạy, thật giống như hắn đã sớm biết ta sẽ đánh về bên kia đồng dạng. Quần vật rơi xuống đất, điểm rơi vừa vặn đặt ở trên đường biên bên thần đại thương, sau đó nhanh chóng bắn lên, đụng vào nhịp thần đại thương vương ra, bay về phía phượng hoàng viện bình đẳng. Chỉ là thần đại thương tựa hồ hoàn toàn không dùng sức, độ cao phi hành của quả cầu này rất thấp. Bình đẳng viện phượng hoàng khóe miệng lộ ra một tia khinh thường tươi cười. Loại độ cao này, quả cầu này tất nhiên phải chạm lưới căn bản không cần thiết phải đi đón quả nhiên là tiểu tử cố làm ra vẻ huyền bí ngay cả loại cầu trình độ này cũng không tiếp được sao không có ngoài dự đoán của bình đẳng viện phượng hoàng quả nhiên bóng này đụng vào mạng lưới giữa sân bất quá quả cầu này chỉ là nửa phần dưới chạm vào lưới sau khi đụng vào cũng không bị lưới đánh văng ra mà là nương theo quán tính bò lên lưới rơi xuống bên phượng hoàng viện bình đẳng 15.03 thuyền nhập đạo ngay lập tức tuyên bố điểm số. Thần đại thương gãi đầu. Nhà nhà nhà, đã lâu không gọi, thiếu chút nữa là không gọi được, may mà tôi may mắn. Một bộ dáng chính hắn cũng không nghĩ tới quả bóng này sẽ qua đi. Bình đẳng viện phượng hoàng thật sâu nhíu mày. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là hắn cố ý giả bộ? Vừa rồi cái kia phát bóng tuy rằng hắn chỉ dùng không đến năm thành thực lực, đừng nói là một cái không biết tennis người, hiện tại U17 trong trại huấn luyện, cũng có một nhóm lớn người tiếp không được. Phượng Hoàng Viện bình đẳng nhặt quần vật lên từ trên mặt đất, lại tiến hành phát bóng. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thử lại một chút là được. Lần này Phượng Hoàng Viện bình đẳng gia tăng sức mạnh, quần vật trong nháy mắt bị bóng đập trúng liền dưới tác dụng của áp lực cực lớn biến thành hình bầu dục, cắt ra không khí. Lần này Phượng Hoàng Bình đẳng viện nhắm vào điểm mấu chốt của thần đại thương, chẳng qua đổi thành bên kia. Bình đẳng viện phượng hoàng phát bóng xong liền nhìn về phía thần đại thương. Nhưng thần đại thương vẫn giống như quỷ mị, đã sớm chờ đợi ở điểm bóng rơi. Đây căn bản là không di chuyển tốc độ nhanh nguyên nhân, mà là người này tại hắn còn chưa phát bóng thời điểm, cũng đã phán đoán ra hắn bóng hội đánh hướng bên nào, sớm bắt đầu di chuyển. Giống như cảnh tượng tái hiện, quả bóng tennis này lại một lần nữa đụng vào vật của thần đại thương sức mạnh to lớn mang theo trên quần vợt trong nháy mắt tiếp xúc với vợt của đại thần đã bị dở xuống hoàng mỹ. Vẫn là độ cao bay thấp giống nhau như đúc đụng vào lưới bóng, sau đó rơi vào bên kia. 30.0 ta hống, xem ra hôm nay vận khí của ta rất tốt a à, liên tiếp hai cái xúc võng cầu đều đi qua. Bộ dáng quá dị này làm cho Đỗ Duy ở một bên quan chiến không khỏi che miệng cười trộm. Ba thuyền vào đường đều đen mặt. Tiểu tử này, tính cách vẫn ác liệt như vậy, hoàn toàn không coi tennis là môn thể thao cao thượng này ra gì. Bất quá, năng lực tên là thiên sứ thứ hai của tiểu tử này càng ngày càng đáng sợ, cho dù là đối thủ vừa mới gặp cũng có thể dễ dàng khống chế như thế sao? Khả năng này có thể dự đoán ngay cả khi chạm vào một quả bóng tennis sẽ lăn qua. Coi như là trong vô ngã cảnh giới, có được tuyệt đối dự cáo tài khí tỏa sáng cực hạn cũng làm không được đi. Bình đẳng viện phượng hoàng đỏ mặt, liên tục hai lần chạm lưới đạt điểm hắn làm sao có thể tin tưởng thần đại thương quỷ thoại? Hỗn đảng, ngươi là đang đùa dẫn ta sao? Thần đại thương khoát tay áo, khiên vật về tới giữa sân. Đừng nói như vậy, lâu lắm rồi không đánh, tay không còn tay. Thần đại thương chẳng hề để ý nói không có dinh dưỡng, huống hồ hắn cũng không nói dối, hắn tối thiểu có hai tháng không chơi bóng. Gối đầu gối rất thoải mái, vừa nằm lên liền không muốn nhúc nhích, đánh tennis toàn thân mồ hôi thối có ý nghĩa gì? bình đẳng viện phượng hoàng hô hấp thô nặng lên, trong tay tennis đều sắp bị hắn bóp biến hình. Hắn muốn cho tiểu tử giỏng dạc này một bài học. Bình đẳng viện phượng hoàng trong tay toát ra kim quang, như là một vần mặt trời màu vàng từ trong tay hắn dâng lên. Trong nháy mắt vật vung ra, quả bóng tennis màu vàng mang theo khí thế kinh người vọt tới. Thời điểm lướt qua lưới, trên bóng mang theo gió áp thổi lưới rung động không thôi. Ánh sáng đánh bóng, hủy diệt. Đây là kỹ thuật đánh bóng bằng ánh sáng của Phượng Hoàng Viện Bình Đẳng, sử dụng vật tennis siêu ngọt, cộng thêm sự hiểu biết độc môn của anh về tennis, anh đã sáng tạo ra kỹ thuật đánh bóng đẳng cấp thế giới chỉ thuộc về một mình anh. Kỹ thuật đánh bóng đẳng cấp thế giới này, người biết rất nhiều, nhưng chỉ đánh bóng hủy diệt cũng chỉ có một mình Phượng Hoàng Viện Bình Đẳng biết. Quy lực của nó, đủ để đánh xuyên qua một bức tường xi măng dày 20cm. Giết người tennis, không ngoài như thế mà mục tiêu hủy diệt của ánh sáng này chính là thần đại thương. Trên sân tennis, phương thức kết thúc chiến đấu nhanh nhất không phải là đánh đối phương sáu. Không, mà là làm cho đối phương mất đi năng lực tiếp tục đánh tiếp. Ba thuyền vào đạo nhìn thấy quả cầu này, trong lòng cả kinh. Không phải bởi vì uy lực của quả cầu này, mà là mục tiêu phượng hoàng bình đẳng viện nhắm vào dĩ nhiên là thân thể thần đại thương. Cái này cũng không ổn, hắn quen biết thần đại thương lâu như vậy, tự nhiên biết thần đại thương bề ngoài vô hại phương thức tennis thích nhất chính là tennis bạo lực tuy rằng dưới tình huống bình thường thần đại thương sẽ không chủ động sử dụng là được nhưng một khi thần đại thương bắt đầu chơi tennis bạo lực như vậy đối thủ sẽ nhìn thấy trong lịch sử tennis một quái vật hung tàn nhất đáng sợ nhất từ trước tới nay đúng vậy chính là quái vật đây là ba thuyền nhập đạo đối thần đại thương đánh giá một cái trước kia chưa từng xuất hiện qua về sau cũng sẽ không lại có quái vật. Từ khi thần đại thương lần đầu tiên tới trại huấn luyện U17, liền thể hiện ra tố chất thân thể kinh người. Khi đó thần đại thương hẳn là mới 10 tuổi, năm chiều cũng đã đạt tới trình độ không thể đo lường. Không phải là không thể đo lường kỹ thuật và tinh thần, mà là tố chất thân thể. Năm chiều của cầu thủ tennis theo thứ tự là: tốc độ, thể lực, sức mạnh, tinh thần lực, kỹ thuật. Lúc thần đại thương vừa tới, Ba Thuyền nhập đạo cũng từng huấn luyện cơ bản cho hắn. Nhưng vô luận hắn gia tăng cường độ huấn luyện như thế nào, thần đại thương đều có thể thoải mái hoàn thành, thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi cũng không ra. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, một vận động viên tennis thân thể phát triển đến đỉnh cao hẳn là khoảng 20 tuổi. Đây cũng là một vận động viên thực lực đỉnh cao kỳ, có thể một mực duy trì đến 25, 26 bộ dáng, sau đó bắt đầu trượt xuống mà năm chiều chắc định không thể học viên, vô luận là ở cái nào một khóa U17 trại huấn luyện cũng sẽ không vượt qua hai cái. Nói cách khác, lúc thần đại thương 10 tuổi, tổ chức thân thể của hắn cũng đã đạt tới trình độ cầu thủ tennis đứng đầu 17 tuổi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04 ngày thứ mười làm cho sandanphone cuối cùng chi kiếm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đương nhiên chỉ là tố chất thân thể còn không đảm đương nổi danh hiệu quái vật này dù sao thân thể con người là có cực hạn ba thuyền nhập đạo cũng không biết thần đại thương rốt cuộc là sớm phát dục hay là thiên phú dị bẩm để cho ba thuyền nhập đạo khiếp sợ nhất vẫn là thần đại thương bày ra những kỹ thuật đánh bóng thần kỳ kia hoàn toàn làm cho người ta xem không hiểu nguyên lý nhưng uy lực này lại mạnh khủng bố nhất là kỹ thuật tennis tinh thần có thể nói là cấp bậc ác mộng có rất nhiều kỹ thuật chơi trong tennis có người dựa vào sức mạnh có người dựa vào xoay tròn còn có người dựa vào tốc độ nhưng kỹ thuật chơi bóng quỷ dị nhất vẫn là kỹ thuật chơi bóng tinh thần khi phát động vô hình không tiếng động khiến người ta khó lòng phòng bị thường thường trong lúc lơ đãng liền trúng chiêu nhưng kỹ thuật chơi tennis tinh thần của thần đại thương là kỹ thuật chơi bóng tinh thần kinh khủng nhất, vô lại nhất, khiến người ta sợ hãi nhất mà ba thuyền nhập đạo đã từng thấy. Mặc dù ba thuyền nhập đạo mấy năm nay vẫn mang theo nê ông U17 đi chinh chiến thế giới, kiến thức qua rất nhiều kỹ thuật chơi bóng tinh thần không giống nhau. Nhưng khi nhìn thấy một chiêu kia của thần đại thương, sau lưng vẫn không khỏi sinh ra một cổ cảm giác lạnh lẽo. Cho dù là ở trên mạng chuyên nghiệp cũng tuyệt đối sẽ không có loại kỹ thuật tinh thần cấp bậc này. Nó hoàn toàn có thể hủy hoại sự nghiệp của một cầu thủ tennis. Bình đẳng viện phượng hoàng nhe răng cười. Hừ, chỉ bằng vật tennis đứt dây của ngươi, trong nháy mắt ta bị hủy diệt sẽ bị xuyên thủng. Đánh bóng bằng ánh sáng. Hủy diệt là kỹ thuật phá hoại cao nhất hiện nay của anh. Thần đại thương nhìn sự hủy diệt giống như một mặt trời màu vàng nghiền ép chậm rãi dơ vật lên, chỉ là khóe miệng mang theo một nụ cười tàn nhẫn. Tam Thuyền nhập đạo nheo mắt, vội vàng lên tiếng. "Thần đại tiểu tử, đừng làm quá mức." Gió lớn hủy diệt thổi tới thổi bay tóc thần đại thương. Mà lúc này, trong mắt thần đại thương lại lóe ra tử quang nồng đậm. Hai tay nắm vợt, giơ cao quá đầu, bày ra một tư thế bắt đầu kiếm đạo. Ánh sáng chói mắt màu tím ngưng tụ trên vật thần đại thương. Ba thuyền nhập đạo mở to hai mắt, vừa sợ vừa giận đây là cái gì không phải để cho tiểu tử thúi kia không cần dùng như vậy siêu quy cách cầu kỹ sao đứng ở bên cạnh ba thuyền nhập đạo đổ duy vén mái tóc dài màu bạc bị gió thổi tán loạn nhẹ giọng nói yên tâm thương trong lòng biết rõ sẽ không dùng toàn lực ba thuyền vào đường khẩn trương nhìn phương hướng sân bóng hiện tại đi vào ngăn cản đã không còn kịp rồi bình đẳng viện phượng hoàng chính là người hắn quan sát đã lâu bất luận là tính cách hay là thực lực, đều có thể chống lại trách nhiệm của người dẫn đầu nghe hồng U17. Cũng đừng ở đây đánh phế cho thần đại thương. Thần đại thương khẽ mở đôi môi mỏng. Thiên sứ thứ 10 tác sát công, thanh kiếm cuối cùng. Đem vợt trong tay vung xuống. Mà ở bình đẳng viện phượng hoàng trong mắt. Sau lưng thần đại thương xuất hiện một thiếu nữ có mái tóc màu tím sẫm. Trong tay thiếu nữ nắm một thanh kiếm thật lớn dài mấy chục mét, giờ cao quá đỉnh đầu. Trong nháy mắt thần đại thương vung vỗ, cũng vung cự kiếm trong tay xuống. Bình đẳng viện phượng hoàng ánh mắt dại ra. Đây chính là cái kia lão nhân theo như lời, cùng lúc ấy quỷ thập thứ lan sử dụng quỷ thần hư ảnh giống nhau dị thứ nguyên sao. Cổ lực lượng cường đại này, thật sự là làm người ta kinh hãi. Bóng tennis màu vàng kim bay tới giữa khung ảnh của thần đại thương. Chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, tennis đã bị lực lượng cực lớn trên vật đánh cho lõm sâu vào. Ánh sáng đánh bóng, hủy diệt không hề có sức chống cự trong ánh sáng màu tím này. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đã bị tử quan thôn phệ. Quân vật cũng trong nháy mắt bị tử quan bao bọc, hóa thành một đạo quan nhận thật lớn cày trở về. Trong nháy mắt đi qua lưới bóng cắt thành hai nửa, đánh về phía bình đẳng viện Phượng Hoàng. Ở trước mặt quan nhận màu tím cao mấy chục mét này, thân ảnh phượng hoàng bình đẳng viện nhỏ yếu như thế ba thuyền vào đạo thấy bình đẳng viện phượng hoàng còn ngây ngốc tại chỗ không khỏi tức giận mắng ra tiếng ngươi đang phát ngốc cái gì còn không mau né tránh kỹ thuật chơi bóng của thần đại thương cũng không phải nói đùa đừng nói là bây giờ còn chưa mở ra gì thứ nguyên bình đẳng viện phượng hoàng ngay cả quỷ thần của quỷ thập thứ lan cũng đừng nghĩ tiếp được một bóng này phượng hoàng viện bình đẳng siết chặt vợt khi đối mặt với quả bóng cuối cùng của quỷ thập thứ lan cái loại cảm giác vô lực thậm chí muốn lùi bước này lại xông lên đầu loại cảm giác này thật sâu đau đớn lòng tự trọng của bình đẳng viện phượng hoàng né tránh đùa gì vậy lão tử là phượng hoàng viện bình đẳng nhất định phải xưng bá giới tennis một đạo hư ảnh phía sau phượng hoàng bình đẳng viện chật lóe rồi biến mất để cho ba thuyền còn muốn nói cái gì đó nhập đạo đem lời nuốt trở lại trong bụng đây là hình thức ban đầu của dị thứ nguyên. Không sai không sai, xem ra liên tiếp thất bại để cho trong lòng của hắn sinh ra cường đại không cam lòng, đã đụng phải dị thứ nguyên đại môn. Phượng Hoàng Bình Viện cắn răng, vung vật nghênh đón. Uống. Thế nhưng... Vật trong nháy mắt tiếp xúc với quan nhận đã bị cắt thành hai nửa. Giống như lưỡi dao xẹt qua đậu hũ, Phượng Hoàng Viện Bình Đẳng thậm chí còn không cảm nhận được cảm giác chấn động khi kết nối với tennis. Tennis nói cho phi hành biết cương phong mang đến từ bên cạnh khuôn mặt phượng hoàng của bình đẳng viện xẹt qua, vẽ ra một vết máu trên mặt hắn, sau đó bắn trúng một cây đại thụ cách phía sau hắn mấy chục mét. Trong nháy mắt đem nó chém thành hai nửa. Mà quả bóng tennis kia đã là một mảnh cháy đen, bốc khói đen. Lạch cạch một tiếng, bình đẳng viện phượng hoàng trong tay chỉ còn lại có một nửa vật rơi xuống đất. Nắm chặt nắm đấm muốn che giấu bàn tay không ngừng run rẩy của mình trong ánh mắt nhìn về phía thần đại thương là không ngừng hoảng sợ. Một bóng này, đánh vào người, ít nhất cũng phải trọng thương chứ. Trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ là cái quốc sinh gia hỏa, thực lực tuyệt đối vượt qua hắn gặp qua bất kỳ một đối thủ nào. Ba thuyền vào đường trống giận. Thần đại thương, không phải ta bảo ngươi không nên dùng loại kỹ thuật chơi bóng siêu quy cách này sao? Tài ngươi điếc à? Thần đại thương ngoáy ngoáy lỗ tai. Người trống lớn như vậy làm gì? Ta đây không phải là không cẩn thận dùng khí lực lớn sao? Thần đại thương khiên vật đi tới bên cạnh phượng hoàng bình đẳng viện, cười híp mắt nói: thật ngại quá, suýt nữa đánh trúng anh rồi. Nhưng tôi chú ý một chút. Nói xong hắn liền tiện tay đem trên tay đã sắp biến hình vật ném qua một bên, hướng về đi đến. Khi đi qua bình đẳng viện phượng hoàng bên người bình đẳng viện phượng hoàng thấy được huy chương trên cổ áo thần đại thương mang theo đồng tử co rụt lại. Đó là phù hiệu đại biểu cho thân phận một quân trong trại huấn luyện U-17. Các chữ số trên chúng lần lượt là từ 1 đến 20. Mà con số trên huy chương cổ áo thần đại thương lại là không. Bình đẳng viện Phượng Hoàng cúi đầu đi tới trước người ba thuyền nhập đạo. Buồn bực nói. Lão đầu, làm sao mới có thể mở ra dị thứ nguyên? Bốp, bốp, bốp bóng tennis nhảy nhót trên mặt đất kéo phượng hoàng viện bình đẳng trở về từ trong hồi ức. Bất tri bất giác, đã ba năm rồi. Thần đại thương cúi đầu đi tới bên cạnh cầm lấy bình giữ nhiệt màu hồng phấn uống lớn. Hô, sống lại. Bình đẳng viện phượng hoàng đi tới, cầm lấy khăn lông trong túi lau mặt. Về phần đó sao, ngươi ngay cả mồ hôi cũng không ra. Thần đại thương thích ý nằm xuống, ngay cả mắt cũng lười mở, thích ý nói loại chó độc thân như anh không hiểu có bạn gái còn chơi tennis làm gì anh nói có đúng không ngồi bên cạnh thần đại thương chỉ che miệng cười trộm không nói gì bình đẳng viện phượng hoàng bất đắc dĩ nhìn thần đại thương ba năm qua hắn cũng coi như hiểu rõ thái độ làm người của thần đại thương tính cách ác liệt này vừa mở miệng đã khiến lửa trong lòng người ta bốc lên trầm mặc một lát bình đẳng viện phượng hoàng mở miệng nói Cuộc viễn chinh năm nay sắp bắt đầu, ta cũng phải rời đi. Thần đại thương. Vậy không phải rất tốt sao, ngươi vừa đi, ngay cả người làm phiền ta cũng không có. Thần đại thương nằm trên mặt đất bắt chéo chân, nhẹ nhàng lay động. Bình đẳng viện Phượng Hoàng đã sớm quen với phương thức nói chuyện của thần đại thương, cũng không tức giận. Tiếp tục nói. Em năm nay cũng là quốc gia thứ ba rồi, anh nghe nói cúp thế giới U17 năm nay, ban tổ chức có kế hoạch cho quốc trung sinh cùng tham gia. Thần đại thương mở mắt. Thật sao, bất tri bất giác đã đến lúc kịch bản sắp bắt đầu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Thần đại Nguyệt Dung. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thần đại thương là cái xuyên Việt giả, từ hẹn hò đại tác chiến, thế giới mà đến. Thay xuyên đến hùng cứ toàn bộ châu Á thần đại gia, là thần đại gia thế hệ này con trai độc nhất. Tuy rằng thế giới võng vương cũng có loại quần vật giết người phi nhân loại này, không áp chế được quan tại Newton. Nhưng so với thế giới ước chiến thì chính là đại vu kiến tiểu vua. Trong cơ thể thần đại thương tồn tại cây sinh mệnh La tượng trưng cho bản nguyên thế giới ước chiến. Trên đó, có 10 đại chất điểm đại biểu ước chiến 10 tinh linh. Nói cách khác, thần đại thương có thể sử dụng tất cả năng lực từ tinh linh thứ nhất đến thứ mười. Mặc dù bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, bị suy yếu chính thành, nhưng cũng như cũ là vô cùng khủng bố năng lực. Mà chính là thủy nguyên tinh linh trong thế giới ước chiến, khi thần đại thương ba tuổi mở ra Kabbalah sinh mệnh chi thụ thời điểm triệu hoán đến thế giới này. Tiếng cánh máy bay trực thăng khuấy động không khí vang lên trên đỉnh núi, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Từ trên đi ra một lão nhân mặc áo đuôi tôm, trang phục quản gia. Chỉ thấy lão giả chậm rãi đi tới trước mặt hai người thần đại thương, không người nói. "Thiếu gia, tiểu thư, phu nhân đã trở lại, để ta đưa các ngươi về nhà." Thần đại thương gật gật đầu, đứng lên phía sau, cũng kéo mạnh tử lên. "Vỗ vỗ bả vai Phượng Hoàng bệnh viện. Đây không phải là còn chưa công bố tin tức sao, chờ hắn chính thức quan tuyên rồi nói sau." Sau đó thần đại thương hai người liền đi theo quản gia lên trực thăng, bay đi. Bình đẳng viện Phượng Hoàng nhìn máy bay đi xa, theo bản năng nắm chặt vợt. Ba thuyền nhập đạo đi tới bình đẳng viện Phượng Hoàng bên người, rót một ngụm rượu. Còn đang rối rắm vì chuyện hai năm trước. Hai năm trước là lần đầu tiên Phượng Hoàng viện bình đẳng dẫn đội đi tham gia World Cup. Nhưng bởi vì cứu thành viên đội Pháp Duker Watanbe mùi mùi bị thương, cuối cùng thua trận đấu với đội Pháp. Từ kết quả mà xem, đó là lần Nghê Hồng có khả năng đột phá vòng đấu loại nhất. Từ đó về sau, tính cách Phượng Hoàng Viện bình đẳng liền đại biến, phong cách chơi tennis càng thêm hung ác, không lưu tình. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng bình đẳng Viện Phượng Hoàng vẫn bởi vì việc này mà thập phần tự trách. Nói cho người khác không nên ông đồng tình, không phải là đang nhắc nhở chính mình sao? Bình đẳng Viện Phượng Hoàng phục hồi tinh thần, hư lạnh một tiếng. Thắng làm vua thua làm giặc, không có gì để nói, nhưng là năm nay nhất quân thực lực cường đại chưa từng có, nếu để cho quốc sinh có thể cùng nhau tham gia, thương cũng có thể tham chiến. Cho dù là đội vương giả đức, chúng ta cũng có thể kéo hắn xuống vương tọa. Ba thuyền nhập đạo đối với bình đẳng viện mà nói không thể phủ nhận. Đúng vậy, ngay cả phốc, học sinh trung học đứng đầu thế giới cũng chẳng là gì trước mặt thằng nhóc đó. Thế nhưng tiểu tử kia tennis quá mức nguy hiểm để cho hắn tham gia U17 World Cup, không biết muốn hủy diệt bao nhiêu cầu thủ A, à? đối với chuyện này ngươi hẳn là hiểu rất rõ mới đúng. Trong mắt Phượng Hoàng Bình đẳng viện hiện lên một tia kinh sắc. Cái loại cảm giác vô luận mình đột phá như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, quá mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng lập tức có kiên định. Cho dù là bị thương hủy cũng không trách được người khác. Sợ hãi, bỏ cuộc không phải tốt rồi sao? máy bay trực thăng bay qua thành phố nê ông đi tới một mảnh trang viên vùng ngoại ô rộng lớn trong đó rõ ràng tọa lạc một tòa thành nơi này chính là thần đại gia ở địa phương nhỏ nghê hồng này có thể xây dựng một tòa thành lớn như vậy thực lực của thần đại gia có thể thấy được rõ ràng trong trang viên một cái ăn mặc lolita mang rộng rãi mũ mặt trời mỹ lệ nữ nhân đã đang chờ đợi nhìn kỹ sẽ phát hiện nữ nhân này cùng thần đại thương bộ dạng thập phần giống nhau nữ nhân này chính là mẫu thân của thần đại thương, thần đại nguyệt dung, đồng thời hiện tại cũng là gia chủ của thần đại gia. Một người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng thế giới. Chỉ từ bề ngoài mà nói bất quá là một thiếu nữ mới 18 tuổi mà thôi, tuyệt không nhìn ra đó là một nữ nhân đã sinh con đã hơn 30 tuổi. Thần Đại Thương cùng Thần Đại Nguyệt Dung vừa xuống trực thăng, đã bị Thần Đại Nguyệt Dung ôm vào trong ngực, cọ mặt bọn họ. Ai nha, hai đứa bé ngoan của anh, lâu như vậy không gặp có nhớ mẹ không khi ba tuổi đức chúa trời đã đem ngài về nhà cho dù là lấy ánh mắt soi mói của thần thay mặt nguyệt dung cũng không tìm ra một chút tật xấu nào trên người thiếu nữ giống như tinh linh này sau khi nghe nói cô là trẻ mồ côi rất hào phóng nhận nuôi cô cũng bảo cô đổi giọng gọi mẹ cho nên còn gọi là thần đại về phần chuyện giữa thần đại thương và thần đại nguyệt dung thần đại nguyệt dung rất rõ ràng cũng vui mừng thấy kỳ thành dù sao đứa con trai ưu tú như vậy của nàng đám heo bên ngoài sao có thể xứng đôi thần đại thương sắc mặt đỏ lên nhẹ nhàng đẩy thần đại nguyệt dung ra đã lớn như vậy rồi còn bị mẫu thân đối đãi như vậy thần đại nguyệt dung kinh ngạc nhìn về phía thần đại thương trong mắt nhanh chóng trào ra nước mắt che mặt lã chả muốn khóc nói ô ô ô con lớn rồi không ở cùng mẹ nữa mẹ thật sự rất đau lòng thần đại thương vẻ mặt hát tuyến bất đắc dĩ nói ta không có ý này còn nữa chiêu này của ngươi tháng trước đã dùng qua thần đại nguyệt dung lập tức biểu diễn tại hiện trường một đợt xuyên kịch biến sắc mặt biểu tình vốn muốn khóc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh biểu môi cái gì chứ càng lớn càng không vui không có ý nghĩa lúc này quản gia đi tới phu nhân tiệc tối đã chuẩn bị xong thần đại Nguyệt Dung ho khang một tiếng, khôi phục bộ dáng uy nghiêm. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Thần đại Nguyệt Dung nắm lấy cánh tay hai người. Đi thôi, đầu bếp hôm nay là đầu bếp quốc yến đặc biệt mời từ Đông Phương tới, nghe nói hắn làm đồ ăn cho dù là lãnh đạo ăn cũng khen không dứt miệng, đợi lát nữa hai người các ngươi nhất định phải nếm thử. Khẩu vị của thần đại thương chính là thiên về khẩu vị phương Đông. Món ăn nê ông khẩu vị quá mức thanh đạm, hơn nửa hơn phân nửa đều là thức ăn sống thần đại thương thấy liền đau đầu cho dù là ngư sinh thần đại thương cao cấp nhất cũng không có mắt nhìn để phù hợp với khẩu vị của thần đại thương hơn phân nửa đầu bếp của thần đại gia đều đến từ phương đông tám món ăn lớn đều bao gồm trong đó trên bàn ăn thần đại nguyệt dung một tay chống cầm tay kia cầm đũa không ngừng gấp thức ăn vào trong bát thần đại thương mà món ăn này vẫn là hạ nhân từ tấm này dài chừng 10 mét, đặt đầy đủ các loại thức ăn trên bàn gấp đến trước mặt nàng trong đĩa. Đây chính là phương thức thần đại Nguyệt Dung gấp thức ăn cho thần đại thương. Theo lời cô ấy, loại chuyện gấp thức ăn này nhất định phải để cho cô tự mình đến, nhưng cô lại lười chạy vòng quanh bàn. Cho nên liền dùng loại biện pháp nhìn như làm điều thừa này. Trong mắt thần đại Nguyệt Dung tràn đầy sủng nịch. Không có biện pháp, ai bảo nhi tử của nàng đáng yêu như vậy, trăm xem không chán. Nếu không là trong gia tộc những thứ kia phá sự chỉ có thể nàng đi xử lý, nàng hận không thể một ngày 24 giờ ở nhà. Tác giả có tồn bản thảo, lượng lớn quản đủ, một vạn hoa, thêm càng một chương, vượt qua một ngàn điểm khen thưởng, thêm càng một chương. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 06 Đầu đường sân quần vật, Atop cùng Quyết Hạnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi ăn uống no đủ, thần đại thương nữa nằm trên ghế ở hơi Hạ nhân đưa tới ba chén trà nóng, sau đó đem trên bàn món ăn từng cái bưng xuống Thương, năm này người đồ quốc tam, muốn hay không vào cái trường học, tham gia tennis thi đấu cái gì? tay thần đại thương cầm chén trà hơi dừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thần đại Nguyệt Dung vẻ mặt bình tĩnh. Sao anh đột nhiên nhớ tới chuyện này? Thần đại thương từ nhỏ đã thể hiện thiên phú kinh người ở mọi phương diện. Ngay cả thần đại Nguyệt Dung từ nhỏ đã lớn lên trong hào quang thiên tài, cũng thường xuyên tháng phục thiên phú bẩm sinh của thần đại thương, người thường khó có thể với tới. Bởi vậy, thần thay Nguyệt Dung vì cho thần thay thương giáo dục tốt nhất, từ nhỏ đã cho thần đại thương tài nguyên giáo dục chất lượng tốt nhất mời học giả đứng đầu các ngành các nghề về dạy dỗ hắn được trời ưu ái thần đại thương đã sớm nhúng tay vào sự vụ của thần đại gia chủ đạo nhiều lần hạng mục đầu tư cao cấp của thần đại gia để cho thần đại gia kiếm được đầy bồn đầy bát ở trên thế giới xông ra danh tiếng thần đồng tài chính đầu tư vào thứ này chỉ cần có thiên sứ thứ hai chẳng khác nào đang làm đề tài lựa chọn một cộng một bằng hai điều này tiếp tục cho đến ba năm trước một lần tình cờ thần đại thương cùng thần đại nguyệt đi ra ngoài tham gia yến hội thần đại thương ngại yến hội kia nhàm chán liền len lén chạy ra tham gia một trận đấu tennis của học sinh tiểu học cùng những người đó đánh mấy trận tennis dùng tư thái vô địch nghiền ép đám người kia liếc mắt một cái đã bị ba thuyền vừa vặn đi ngang qua nhập đạo chọn trúng ba thuyền nhập đạo tìm được thần đại nguyệt dung không biết nói cái gì cuối cùng đồng ý để thần đại thương đi theo ba thuyền nhập đạo huấn luyện thần đại thương đã sớm chán ghét những thứ học tập khô khan kia có thể tìm một chỗ lười biếng không thể tốt hơn chỉ có điều mấy năm nay thần đại nguyệt dung cơ bản sẽ không hỏi đến chuyện liên quan đến tennis sao hôm nay lại đột nhiên nhắc tới chuyện thi đấu thần đại nguyệt dung cầm lấy kẹp gấp lên ba khối đường phèn bỏ vào trong hồng trà sau khi uống một ngụm hài lòng nheo mắt lại khiến khóe mắt thần đại thương không khỏi giật giật hồng trà cho đường, đây là phương pháp uống trà đen gì vậy? Mẹ ngày hôm qua đụng phải một cái ưng quốc tài phiệt gia lão thái bà, lại cùng ta khoác lát con trai hắn tại ưng quốc trong giới tennis xưng bá, còn nói ngươi chỉ là một sách. Mẹ con ta chắc chắn sẽ không chịu thua, cho nên liền đánh cược với bà ta, sẽ cho bà ta thấy con ta xưng bá thế giới. Thương, không nhất định sẽ không làm mẹ mất mặt chứ. Thần đại Nguyệt Dung đáng thương nhìn thần đại thương, nước mắt trong mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuống diễn xuất này nếu đặt ở trong giới giải trí hiện nay cũng không có mấy người có thể so sánh được chứ có một mụ mụ thích làm trò quái dị như vậy thần đại thương cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng ai cho rằng đây là một thế giới mà tennis là vua tennis là trung tâm của thế giới rất nhiều con nhà giàu sẽ lấy thành tựu của mình trong giới tennis làm đề tài nói chuyện thời điểm này quả thật đã đến lúc kịch bản bắt đầu. Tuy rằng thần đại thương cho rằng, những thứ tennis giết người kia cũng bất quá là trò chơi của tiểu hài tử. Bất quá nếu đã đến thế giới này, chơi đùa cũng không sao. Được rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ tìm một trường học. Thần đại nguyệt dung mừng rỡ, một tay ông chặt thần đại thương vào lòng. Ô ô, con ngoan trưởng thành rồi, biết tranh giành thể diện cho mẹ rồi. Ta đã nói trước với lão già ba thuyền nhập đạo kia rồi, hắn nói lúc ngươi đi trong nước chú ý một chút bên trong có rất nhiều mầm non tốt đừng đem người ta đánh phế trong đầu thần đại thương hiện lên bóng dáng mấy người lại nói tiếp hắn thật đúng là có mấy người muốn gặp một lát sân tennis forest park đây là sân tennis đường phố nổi tiếng nhất khu vực này bình thường người không nhiều lắm nhưng một khi đến cuối tuần sẽ kín người hết chỗ mọi người ở các trường sau khi nghỉ hè không có việc gì làm sẽ đến đây chơi tennis đồng thời cũng là địa phương tốt để các trường học thu thập tình báo phanh 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 tiếng vật đánh tennis vang vọng khắp sân bóng các thiếu niên tùy ý đổ mồ hôi trên sân tennis đầu đường luôn đứng đầy người nhiều người sân ít chỉ có người không ngừng thắng lợi mới có thể đánh tiếp một bên sân tennis Băng đế tích bộ cảnh ngô mang theo hoa địa sùng hoàng đã xem được một đoạn thời gian chỉ là thực lực của người chơi tennis ở đầu đường này thật sự là tạm được để cho hắn không có chút hứng thú nào bộ lạc búng mái tóc quăng trên trán khinh thường nói hứ xem một đám khỉ chơi tennis ở đây thật là chán đúng không hoa địa hoa địa vâng tích bộ cảnh ngô hoàn toàn không có ý che giấu trong quốc sinh thực lực của cầu thủ chủ yếu chia làm ba cấp bậc tạp ngư cấp quan đông cấp quốc gia tạp ngư tên như ý nghĩa chính là người thật giả lẫn lộn không đáng nhắc tới cấp quan đông chính là thực lực có thể tham gia đại tái quan đông trên cơ bản có thể thông qua các khu dự tuyển thi đấu tiến vào đô đại tái trường học thực lực của bảy người chính tuyển tối thiểu cũng phải đạt tới cấp quan đông thực lực yếu đều bị sàng lọc trong vòng dự tuyển về phần cấp quốc gia cuối cùng tương đương với thực lực đứng đầu trong quốc sinh. Phóng tầm mắt toàn bộ nghe hồng quốc, đều tìm không ra mấy người cấp quốc gia. Nhưng mà, tích bộ cảnh ngô chính là một trong số ít cấp quốc gia này. Trong mắt hắn, thực lực của đám người này quả thực yếu đến đáng thương. Lời nói của bộ lạc khiến quốc hạnh ở đây thuận tiện chờ đợi ca ca quốc các bình nhíu mày, phản bác. Nói giống như ngươi rất lợi hại, có bản lĩnh ngươi đi xuống thử xem. Bộ lạc liếc mắt nhìn thiếu nữ đáng yêu màu cam này. Thân là công tử tài phiệt bộ lạc, bộ lạc từ nhỏ học tập các loại lễ nghi. Cho dù bị thiếu nữ không quen này khiêu khích, nhưng bộ lạc vẫn duy trì ương nhã cơ bản nhất. Ba một tiếng đánh một cái vang ngón tay. Muốn thưởng thức một chút tư thế oai hùng của bổn đại gia cũng không phải không thể, nhưng nếu ta thắng ngươi phải làm sao bây giờ? Lời nói tự kỷ của bộ lạc khiến quốc hành nổi da gà sao lại có người tự kỷ như vậy, còn tư thế oai hùng. Bất quá quốc hạnh cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Chỉ cần ngươi có thể đem toàn bộ bọn họ đánh thắng, điều kiện tùy ngươi nói. Để càng nhiều người có thể chơi tennis càng tốt. Sân tennis này áp dụng hình thức đánh đôi, hiện tại trong sân bóng này tổng cộng có gần 20 người. Cũng chính là 10 nhóm. Liên tục đánh thắng 10 tổ đối thủ, bằng vào năm nhân tự đại trước mắt này, làm sao có thể làm được bộ lạc hứng thú thú vị vậy cứ quyết định như vậy lời bài hát bất len hoa ngẩn ngơ trả lời một tiếng vâng đem ba lô trên vai thả xuống lấy ra hai cây vợt đem một cây trong đó đưa cho bộ lạc một giờ sau toàn bộ đầu đường sân tennis không còn đứng lên người không một ngoại lệ tất cả đều nằm trên mặt đất há mồm thở dốc quốc hạnh nhìn một màn trước mắt há to miệng vẻ mặt không dám tin mặc dù là sông đã, nhưng tất cả bóng bên bộ lạc đều là một mình hoa địa kế tiếp. Bộ lạc liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi, giống như là một người ngoài cuộc. Bộ lạc cảnh ngô khiên vật tennis đi tới trước mặt quốc hạnh. Thấy cô gái trước mắt này một bộ khiếp sợ, nhìn ngẫm cười cười. Tiểu thư đáng yêu, đến lúc cô thực hiện ước hẹn rồi, đi hẹn hò với tôi một phen được không? Quốc hạnh lúc này mới kịp phản ứng, nghĩ tới đánh cuộc vừa rồi, không khỏi tức giận không chỗ phát tiết. Mở miệng hô to. Làm sao có thể, ai muốn cùng loại người như ngươi đi hẹn hò. Nói xong liền muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng dấu vết đã sớm có chuẩn bị, bắt được tay trái quốc hạnh. Quốc hạnh trong lòng khẩn trương mở bàn tay muốn tác bộ cảnh ngô. Ngay trên đường bàn tay quốc hạnh kia hô lên. Tay phải của tích bộ cảnh ngô chính xác chế trụ bàn tay quốc hạnh muốn đánh lên. Cái gì à, buông tay. Tích Bộ Cảnh Ngô trêu tức nói: "Này này, cậu đừng ồn ào như vậy. Là cậu tự mình đáp ứng mà. Nếu như đánh bại những tên kia, ngươi liền muốn cùng ta đi hẹn hò." Không xa sân tennis đường phố, Thần Đại Thương ngồi trên ghế dài công viên chán đến chết chờ đợi. Thích đi dạo phố là thiên tính của phụ nữ, ngay cả thiên nhiên cũng không ngoại lệ. Thần Đại Thương đối với chuyện này không có hứng thú, không đi cùng nàng thanh âm của bộ lạc và quốc hạnh truyền đến tai hắn khiến hắn nhất thời tỉnh táo thanh âm này sao lại nghe thiếu nợ như vậy không phải là của tiểu tử kia chứ thần đại thương theo phương hướng thanh âm đi tới bên kia sân tennis hai người việt tiền long mã và quốc kết bình đang so sánh chất lượng vật vừa mua hai người quen biết nhau trong trận đấu dự tuyển khu vực vừa vặn tình cờ gặp nhau ở cửa hàng đồ dùng tennis liền cùng đi đột nhiên quốc kết bình tựa hồ nghe được thanh âm quốc hạnh thét chói tai. Trong lòng giật mình, biết nhất định là quốc hạnh đã xảy ra chuyện. Chạy nhanh đến sân tennis đường phố. Không có đau lòng độc giả của ta, ô ô ô, đáng thương đập đầu phố còn đang vất vả viết chữ. Đến chút hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu A, lại là một ngày làm người ta say lòng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 7 Nữ hài tử hay là muốn chính mình khi dễ a à? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngay khi tích bộ cảnh ngô cùng quốc hạnh rằng có không ngừng Thần Đại Thương đút túi đi tới Chật chật chật, Đại Thiếu Gia bộ Lạc lúc nào cũng thích tiết mục này Thần Đại Thương vừa nghe thanh âm này liền cảm thấy có chút quen thuộc Đi tới nhìn, thật đúng là tích bộ cảnh ngô xã ngưu này Đúng vậy trong mắt thần đại thương, dấu vết chính là một xã ngưu từ đầu đến đuôi. Chỉ có xã ngưu mới có thể ở trước mặt nhiều người mặt không đỏ tim không đập làm ra những động tác xấu hổ kia. Đèn nê ông lớn như vậy, giữa thần đại gia và tích bộ tài phiệt nhất định là có trao đổi. Tích bộ cảnh ngô cùng thần đại thương từ nhỏ đã biết nhau, là bạn nối khố tiêu chuẩn từ nhỏ chơi đến lớn. Bộ lạc cảnh ngô cao mày quay đầu. ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là thần đại thương hắn còn tưởng là ai dám âm dương quái khí nói chuyện với hắn như vậy. Không thể không nói, bề ngoài của thần đại thương là cực kỳ lừa gạt. Tuấn Mỹ giống như thiếu niên đi ra từ truyện tranh. Nhất là lúc cười rộ lên phi thường dương quan, làm cho người ta không tự giác sinh lòng hảo cảm. Quốc hạnh hai mắt sáng ngời, cảm thấy thần đại thương bên vực kẻ yếu cho nàng, đỏ mắt hét lớn. Học trưởng, xin cứu em. Ánh mắt tích bộ cảnh ngô quái dị liếc quốc hạnh một cái để thần đại thương cứu ngươi ngươi chắc chứ thần đại thương vừa nghe lời này khóe miệng lập tức hiện lên một độ công vi diệu ho khang hai tiếng nghiêm khắc nói ngươi thật đúng là một tên khốn kiếp một người quốc tam lại còn khi dễ học muội ta vì tích bộ gia sinh ra một tên bại hoại như ngươi mà cảm thấy xấu hổ thật là bất hạnh trong tam sinh của ta khi biết ngươi sắc mặt của tích bộ cảnh ngô càng ngày càng đen khóe miệng không tự nhiên co giật tên hỗn đảng này vẫn tức giận như vậy quốc hạnh khóe miệng nhếch lên nhìn thần đại thương trong ánh mắt đều nhanh toát ra ánh sáng con gái nghe hồng trưởng thành tương đối sớm đây không phải là tình tiết nam thần hoàng mỹ trong tiểu thuyết cứu vớt thiếu nữ xinh đẹp bị ác nhân khi dễ sao thần đại thương vừa nói vừa từ trên cầu thang đi xuống đứng bên cạnh quốc hạnh cho nên ngươi còn không buông tay thần đại thương một bộ muốn ra mặt vì quốc hạnh tự hồ là bởi vì thần đại thương tồn tại, đẩy lòng quốc hạnh cũng dâng lên một cổ dũng khí. Thở phi phò trừng mắt nhìn dấu vết. Trên mặt lộ bộ lộ ra biểu tình thương hại, cô nương này sẽ không thật sự cho rằng thần đại thương muốn giúp nàng chứ. Dấu vết cũng không phải người tốt, đồng dạng có ác thú vị. Bằng không cũng sẽ không cùng thần đại thương lăn lộn cùng một chỗ. Dấu vết buông lỏng tay. Quốc hạnh lập tức rút tay về, xoa dấu đỏ trên tay, hừ lạnh nói, coi như ngươi thức thời. Sau đó cảm kích nhìn về phía thần đại thương, xoa xoa góc áo thấp giọng nói: "Học trưởng, cảm ơn anh, em tên là Quốc Hạnh, có thể nói cho em biết tên anh không?" Chẳng qua vừa mới nhìn thoáng qua, Quốc Hạnh liền cúi đầu. Vừa rồi lúc cách xa còn chưa nhìn rõ lắm, hiện tại khoảng cách gần như thế, càng có thể cảm nhận được lực sát thương của gương mặt thần đại thương. Chỉ là liếc mắt một cái đã khiến tim cô đập thình thịch thần đại thương trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Vương tay nắm lấy khuôn mặt quả quyết, mềm mại mượt mà, tràn ngập collagen protein. Xúc cảm tốt làm cho thần đại thương theo bản năng kéo hai cái. Quốc hạnh xấu hổ đỏ mặt, từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh trai quốc các bình sờ qua mặt cô. Học trưởng này sao lại như vậy? Tự nhiên quen thuộc như vậy à? Không biết mặt con gái là không thể tùy tiện sờ sao? Nhưng mà, kế tiếp thần đại thương nói lại làm quốc hành trợn tròn mắt. quả nhiên con gái phải tự mình khi dễ mới thú vị. tiểu mùi mùi học trưởng dẫn ngươi đi xem kim ngư a. quốc hành vẻ mặt dại ra ngẩng đầu nhìn thần đại thương đột nhiên trở nên giống như tên côn đồ cười tà. hắn và thiếu niên vừa rồi giống như thiên sứ kia thật sự là cùng một người sao? xem cá vàng có ý nghĩa gì cam hạnh sao có thể không biết? nàng đây là vừa ra khỏi hang hổ lại vào hang sói ha 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 thương không hổ là bạn thân của bổn đại gia ngươi nói đúng không hoa địa hoa địa vân tích bộ cảnh ngô che mặt cuồng tiếu hướng thần đại thương giơ ngón tay cái lên quả nhiên tính cách ác liệt của thần đại thương không hề thay đổi trêu chọc một cô bé người ta như vậy quốc hạnh nhìn bộ lạc một chút lại nhìn thần đại thương một chút hai người này là bạn thân khốn kiếp trả lại cảm động cho tôi đi trong nháy mắt, mất mát, phẫn nộ, cùng với ủy khuất sông lên đầu, làm cho quốc hạnh thiếu chút nữa khóc lên. Quốc kết bình vừa tới sân tennis đầu đường đã thấy một nam sinh nắm mặt em gái mình. Mà mùi mùi của mình lại là một bộ dáng lạ chả muốn khóc. Tức giận hô to. Anh đang làm gì vậy, thả em gái tôi ra. Thần đại thương vừa thấy ca ca quốc hạnh quốc các bình tới, bỗng nhiên cảm thấy không thú vị buông lỏng tay ra, biểu môi cũng không thể ở trước mặt ca ca người ta còn khi dễ mùi mùi người ta chứ. Quốc Cát Bình xông tới kéo Quốc Hạnh ra sau lưng mình, khẩn trương hỏi. Tiểu Hạnh, em không sao chứ, tên kia đã làm gì em? Quốc Hạnh không nói gì, nhào vào trong lòng Quốc Cát Bình nhẹ nhàng nức nở. Điều này không thể nghi ngờ làm cho lửa giận trong lòng Quốc Cát Bình càng thêm thịnh. Quốc Cát Bình là một em gái mười phần mười, nhìn không được Quốc Hạnh chịu một chút ủy khuất mắt lạnh nhìn chầm chầm hai người thần đại thương. Hai đại nam nhân các ngươi, liên hợp lại khi dễ một nữ sinh, các ngươi làm sao không biết xấu hổ. Bộ lạc ngẩn cầm, cao ngạo nói. Khi dễ. Mùi mùi ngươi cùng bổn đại gia đánh cuộc, nói chỉ cần bổn đại gia thắng những người này, sẽ đáp ứng bổn đại gia một điều kiện. Hiện tại thua lại không chịu thực hiện đánh cuộc, sao lại trách bổn đại gia? Ánh mắt quốc kết bình chuyển sang trên người mùi mùi của mình, ánh mắt kia giống như đang hỏi lời nói của tên kia có phải là thật hay không. Quốc hành ngượng ngùng gật đầu. Tên cuồng tự kỷ kia nói người chơi bóng ở đây đều là một đám khỉ, tôi nhìn không quen hắn trào phúng người khác, liền đánh cược với hắn. Nhưng ai có thể ngờ được hắn lợi hại như vậy? Quốc kết bình hơi sửng sốt, chuyện này có chút khó xử, là mùi mùi hắn đuối lý trước. Đây nên làm thế nào cho phải? Này, các ngươi đánh cuộc là ở trên sân bóng này tất cả mọi người đi, như vậy ta cùng quốc các bình các ngươi còn không có đánh bại đi. Việc tiền long mã khoan thai đến chậm đè mũ trên đầu, khiêu khích nói. Chờ đánh bại hai chúng ta rồi nói chuyện đánh cuộc đi. Thần đại thương vuốt cầm, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thú vị thật, ngay cả Samurai hai cũng đến. Sự kiêu ngạo này thật đúng là không kém chút nào so với nguyên tác hẳn là còn chưa trải qua xã hội đánh đập tàn nhẫn. Bộ lạc cảnh ngô thấy trên người Việt tiền long mã mặt đồng phục học sinh, không chút do dự đáp ứng. À, vậy các ngươi thử xem có được một điểm trên tay bổn đại gia hay không? Thanh học vẫn luôn là cường địch của băng đế bọn họ. Người vóc dáng nhỏ nhắn trước mắt này thoạt nhìn không quá quốc nhất, vậy mà lại mặc trang phục thanh học chính tuyển. Đây là cơ hội tốt để thu thập thông tin đến điểm hoa tươi vé tháng khen thưởng đi các đại lão, ngày đầu tiên số liệu rất quan trọng. Hôm nay sẽ gửi đến 20.000 hecta Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Đánh kết bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoa địa, đưa vợt của cậu cho tôi dùng. Hoa địa vân thần đại thương từ trong tay hoa địa tiếp nhận phách cua vài cái thử xúc cảm một chút bộ lạc hơi sửng sốt thương ngươi chuẩn bị lên tuy rằng từ nhỏ đánh tới rất ít có thể nhìn thấy thần đại thương chơi bóng nhưng điều này cũng không có nghĩa là kỹ thuật chơi bóng của thần đại thương không được ngược lại tennis của thần đại thương thập phần khủng bố ở trong nước hẳn là không có người nào có thể địch nổi hắn tối thiểu lịch bộ chính hắn chính là quốc sinh đỉnh phong cấp toàn quốc. Nhưng sau khi đánh với thần đại thương một trận, liền không bao giờ muốn chơi bóng với hắn nữa. Thần đại thương lắc lắc cổ, cười khẽ nói. Đỗ Duy còn chưa về, nhìn các ngươi đánh không khỏi quá nhàm chán, kết cục chơi đùa đi. Quốc hạnh kéo cánh tay quốc cát bình, vẽ mặt khẩn trương nói. Ca, các ngươi cẩn thận a, à, vừa rồi cái kia gọi dấu vết toàn bộ hành trình không có một lần ra tay, chỉ dựa vào một người khác liền quét ngang trên sân tennis người. Thực lực của hắn hẳn là không đơn giản, về phần tên thần đại thương kia là về sau, ta cũng không rõ ràng lắm. Không đợi quốc kết bình mở miệng, thái tiền long mã quét qua và dấu vết và thần đại thương. Bọn họ còn kém xa lắm. Nói xong, việc tiền long mã lắc lắc mũ vài cái, đối với trận đấu song đấu sắp tới không hề lo lắng. Quốc kết bình sờ sờ đầu quốc hạnh. Được rồi, ta sẽ cẩn thận, việc tiến, chuẩn bị lên sân khấu đi những người bị bộ lạc đánh bại nghe được cái tên việc tiền này tự hồ là nhớ tới cái gì đó nhao nhao nghị luận mặc thanh học đội phục hắn không phải chính là thanh học cái kia năm nhất chính tuyển việc tiền long mã đi thật hay giả thanh học là đội ngũ hạt giống của chúng ta hơn nữa thanh học đã nhiều năm không được chọn vào năm nhất các ngươi vừa nói như vậy ta cũng nhớ ra việc tiền bên cạnh cái kia không phải là lần này khu vực thi đấu dết ra hắc mã cùng thanh học đánh khó bỏ khó phân bất động phong bộ trưởng quốc các bình sao. Bộ trưởng lợi hại như vậy, bộ trưởng khẳng định lợi hại hơn, lần này nhất định có thể giáo huấn tên tự đại kia. Thần đại thương tùng suy sụp đứng ở điểm máu chốt, tự hồ cũng không thèm để ý hai người đối diện. Mà dấu vết thì đứng ở tiền tràng. Quốc hạnh thấy dấu vết cùng thần đại thương đã đứng vững đội hình, không khỏi nghi hoặc nói. Các ngươi không đoán sao? tích bộ cảnh ngô bóp một tiếng vỗ ngón tay. Quyền phát bóng này bổn đại gia liền nhường cho các ngươi. Việc tiền long mã đè mũ, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hy vọng đợi lát nữa cậu thua đừng lấy cái này làm cái cớ. Bộ lạc như thế không để bọn họ vào mắt, đã sắp làm cho thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh này không áp chế được cơn tức của mình. Dấu vết cởi áo khoác trên người ném lên không trung. Đưa ngón trỏ tay trái ra chỉ lên trời bổn đại gia sao lại làm chuyện mất mặt như vậy các ngươi chuẩn bị kỹ năng của bổn đại gia đi hành vi trung nhị như thế làm cho những người khác trong sân bóng trên đầu cũng không khỏi toát ra hát tuyến người này rốt cuộc là trung nhị hay là không có đầu óc a à? quốc hạnh cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn bộ lạc một cái sau đó ngồi xuống ghế trọng tài bên cạnh sân tennis trận đấu này để ta làm trọng tài cho các ngươi thần đại thương trêu tức nói này, Tiểu Hành, lát nữa đừng nghiêng về phía anh trai con, quốc kết bằng không thi đấu không công bằng nha. Quốc Hành lập tức nổi giận, lớn tiếng nói: Làm sao có thể, thi đấu là thi đấu, xin tôn trọng nhân cách của ta. Còn nữa, đừng gọi ta là Tiểu Hành. Vừa rồi Quốc Hành cảm động cỡ nào, hiện tại liền tức giận cỡ nào. Thần Đại Thương thấy Quốc Hành phản ứng lớn như vậy, bất đắc dĩ buông tay. Nói đùa một chút làm sao còn có thể tăng lên đến nhân cách không có ý nghĩa ha 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 chỉ đùa một chút mà thôi đừng để ý hừ trận đấu bắt đầu quốc hành vẻ mặt ngạo kiều lại mang theo chút giận dữ hét lớn nhẹ nhàng vỗ bóng trên mặt đất quan sát sơ hở của phe thần đại thương sau đó ném bóng lên không trung ánh mắt hờ hững thân thể hơi áp xuống phía dưới lại từ lòng bàn chân phát lực truyền nửa người trên thậm chí cánh tay trước lập tức cả người nhảy lên dùng sức của vợt, rút bóng ra ngoài. Quần vợt rơi xuống sân trước, nhanh chóng bắn lên, hướng về phía thần đại thương còn đang ngáp mà đến. Mà thần đại thương giống như là không kịp phản ứng, sững sờ đứng tại chỗ. Ngay khi Quốc Các Bình cho rằng quả bóng này đã thành công. Lưu Bộ Cảnh Ngô lại xuất hiện ở trước người thần đại thương, thay hắn đỡ được một cầu này. Bùm. Đánh trả đẹp đấy. Bóng tennis nhảy vọt, rơi xuống đất phía trước sân bóng trong nháy mắt bật lên. Quốc kết bình đã vọt tới trước khi đánh nó trở về. Quân vật thoáng cái bay đến vị trí sân bóng của thần đại thương. Bộ lạc thấy thần đại thương vẫn như trước một bộ dáng buông lỏng. Lập tức chạy đến trước người thần đại thương, lại đỡ được một cầu. Quốc kết bình thấy dấu vết lại một lần nữa giúp người kia chặn bóng, ánh mắt hơi lóe lên. Tuy rằng mới vừa đánh vài quả, nhưng cái này gọi là dấu vết vô luận là khống chế bóng lực hay là đánh trả chất lượng đều thập phần cao. Đúng là một cao thủ. Bất quá thần đại thương này, từ sau khi tiến vào sân bóng vẫn đứng ở điểm mấu chốt. Tất cả các quả bóng đã bị chặn lại bởi một người duy nhất. Xem ra muốn có đột phá nhất định phải hạ công phu trên tay thần đại thương. Vượt lên trước. Quốc Cát Bình nháy mắt với việc tiền Long Mã. Tuy rằng việc tiền Long Mã vừa mới vào quốc nhất, nhưng từ nhỏ hắn đã được cha hắn, thần thoại trong giới tennis Việt tiền nam Thứ Lan huấn luyện, nền tảng bị đánh rất vững chắc. Chỉ số thông minh tennis cũng được bồi dưỡng không tệ, chỉ là một ánh mắt, càng lúc càng hiểu được suy nghĩ của Quốc Cát Bình, gật đầu. Quốc Cát Bình thay đổi cú đánh mạnh mẽ lúc trước, vật vung ngang, nhẹ nhàng đánh tennis. Lại đánh ra một quả bóng tennis gần. Đồng tử còn ở hậu trường co rụt lại, sải chân dài xong về phía trước lưới miễn cưỡng chọn quả bóng tennis trước khi nó rơi xuống đất lần thứ hai. Nhưng bóng vừa mới qua lưới, đã bị việc tiền long mã vẫn chờ đợi rút về phía thần đại thương. Lần này, cũng không ai có thể giúp ngươi đỡ bóng. Lúc này tích bộ cảnh ngô bị điều động đến trước lưới, đã không kịp chạy qua. Quân vật chạy thẳng đến thần đại thương. Thần đại thương nghiền ngẫm nhìn việc tiền long mã khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, phản phất một phần này đã ở trong lòng bàn tay của hắn. A a a a, xem ra tôi bị coi là quả hồng mềm rồi. Thần đại thương đem vật đặt ở trước người nhẹ nhàng ngăn lại. Vậy thì tennis liền mượn lực đạo bay tới bắn trở về. Rầm một tiếng, xuyên qua giữa hai người quốc các bình, rơi xuống đất. Việc Tiền Long Mã cùng quốc các bình hai người đồng tử co rụt lại. Hai người vừa định đi lên đón bóng, nhưng thân thể của bọn họ lại không nghe sai khiến cứng đờ tại chỗ tùy ý quả cầu này từ trong tay bọn họ bay qua. 15.0 Quốc hạnh nhanh chóng báo ra tình huống điểm số. Lúc này quần chúng vây xem không khỏi nghi ngờ. Quả cầu này sao không tiếp được, tốc độ cũng không nhanh, lực đạo cũng không lớn. Khoảng cách gần như vậy, sao có thể không tiếp được? Đúng vậy, quả bóng này ta cảm thấy rất bình thường, với thực lực hai người long mã không thể tiếp không được. Trong đám người một cái tóc đỏ, mang theo kính mắt. Toàn thân đều tản ra thành thuộc nữ tính mị lực nữ nhân. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời hứng thú. Là gốc chết sao, quả cầu kia lại vừa vặn đánh vào gốc chết chung của hai người. Người phụ nữ này là huấn luyện viên hoa thôn quỳ của thành thành tương nam. Vốn bất quá là tình cờ đi ngang qua. Nhưng sau khi nhìn thấy quả bóng này, liền đi không nổi nữa. Đứng trong đám người lặng lặng quan sát. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Đệ nhị thiên sứ cùng ngày thứ bảy làm cho. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Việc tiền long mã dùng vật chọn mũ, biểu tình hơi ngưng trọng, nói với quốc kết bình. Quốc, vừa rồi cậu có cảm thấy gì khác thường không? Quốc kết bình tĩnh trầm mặt, chậm rãi mở miệng nói. từ trong nháy mắt vừa rồi, thân thể ta bỗng nhiên không cử động được quốc cát bình không biết thần đại thương đây là trùng hợp hay là thật sự có thực lực này bộ lạc nhìn quả cầu này trong đầu linh quang chợt lóe cảm thấy cái này rất quen thuộc nhưng chính là không thể lĩnh ngộ thương chiêu vừa rồi thần đại thương đưa ngón tay dựng thẳng trước miệng suỵt đánh bóng xong rồi nói thời gian chậm rãi trôi qua cuộc đua vẫn tiếp tục hai bên đánh nhau có tới có lui. Nhưng quốc các bình và việc tiền long mã lại không ngừng mất điểm. 30 không. 40 không. 1 không. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, bên quốc các bình cũng đã bị phá cục phát bóng. Việc tiền long mã và quốc kết bình tâm tình dần dần phiền não. Bất luận đánh như thế nào, dấu vết luôn có thể đánh trả bóng của bọn họ. Mà thần đại thương nhìn như bình thường, tuy rằng rất ít tiếp bóng, nhưng chỉ cần hắn vung vỗ, liền tất nhiên đạt điểm. Cái loại cảm giác thân thể bị đông cứng này cũng sẽ xuất hiện theo. Này, rốt cuộc anh đang dở trò gì vậy? Việc tiền long mã dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, hỏi. Thần đại thương tùy ý xoay vật. Trò hề. gốc chết trên người hai người nhiều đến không đến hết a. À? Đem trong mắt cường hóa đến cực hạn, tại địch quân tràng trên hình thành từng cái đại biểu gốc chết cột băng chỉ cần đem bóng đánh tới trên cột băng, đối phương sẽ giống như thân thể bị đông cứng không tiếp được bóng. Đây là thế giới băng thuộc về dấu vết, tuy rằng hiện tại dấu vết còn không có nắm giữ năng lực này. Nhưng thiên sứ thứ hai của thần đại thương, trong thiên cáo là có ghi chép. Lại dùng thiên sứ thứ bảy, giả tạo ma nữ phục chế ra. Trong bước chiến là sách ghi lại tất cả sự vật trong quá khứ và tương lai. Vô luận là ai, hắn trước kia khai phá ra kỹ thuật chơi bóng, hoặc là tương lai mới có thể khai phá ra kỹ thuật chơi bóng trong thiên cáo đều có ghi chép mà ma nữ giả tạo trong ước chiến có thể phục chế năng lực mình đã thấy bao gồm năng lực chuyên môn ở thế giới này tức là biến thành có thể sao chép tất cả kỹ thuật chơi bóng mà mình nhìn thấy cho dù là năng lực đặc biệt cũng giống nhau lúc này quần chúng vây xem bên ngoài đã sớm kêu sợ hãi liên tục tên bộ trưởng năm nhất và bất động phong kia lại đánh mất cục phát bóng thua không hiểu sao mấy quả bóng kia không phải đều có thể nhận sao vì sao không nhận cứ tiếp tục như vậy tên tự đại cùng kia lại muốn thắng hoa thôn quỳ đẩy đẩy kín mắt trên mặt trải qua một ván này nàng đã nghiệm chứng suy nghĩ của mình thiếu niên tên thần đại thương này toàn bộ quả bóng đánh trả đều ở góc chết của đối phương góc chết của một người rất nhiều nhưng góc chết chung của hai người lại ít đến đáng thương thiếu niên này dĩ nhiên tại hồi cầu trong nháy mắt trước tìm được hai người gốc chết lại chuẩn xác không sai đem cầu đánh qua vô luận là nhãn lực hay là khống chế bóng lực đều có thể nói là đứng đầu trong quốc sinh và quan trọng nhất là đường công cơ bắp trên người thiếu niên kia thật sự là quá hoàn mỹ cũng không nặng nề nhưng lại chặt chẽ vừa đảm bảo tính linh hoạt của một cầu thủ tennis vừa có sức mạnh vẹn toàn thiếu niên này quả thực chính là viên ngọc thô tốt nhất để đo thân cho nàng. Chỉ cần tạo hình thêm một chút là có thể tỏa sáng rực rỡ trong ánh đèn nê ông thậm chí cả thế giới. Trong mắt hoa thôn quỳ không khỏi sinh ra một cổ hỏa diễm cùng nhiệt. Thần đại thương từng chút từng chút đánh tennis trên mặt đất. Cười khẽ nhìn quất các bình. Cho em xem một thứ thú vị. Thần đại thương đem quần vật trong tay ném bay, chờ nó rơi xuống độ cao thích hợp thì vung một nhịp ra ngoài. Tốc độ của quả bóng này cũng không tính là nhanh, tốc độ không tính là xảo quyệt, xoay tròn cũng không tính là mãnh liệt. Quốc Cát Bình rất nhẹ nhàng đi tới điểm rơi của tennis. Nhưng khi hắn vung phách chuẩn bị tiếp được quả bóng này, quả bóng này đột nhiên biến mất. Bốp, bốp, bốp. Một giây sau, quả bóng tennis văng ra khỏi sân sau lưng hai người Quốc Cát Bình. Việc tiền long mã cả người chấn động, nhìn quần vật còn đang nhảy phía sau, không dám tin nói đây là quần vợt của bất nhị học trưởng sẽ biến mất sao? Ánh mắt quốc các bình trở nên nghiêm túc, gắt gao nhìn chầm chầm thần đại thương đang cười nhạt. Không, đây là thần ẩn, là tuyệt kỹ của một người khác. Quần chúng vây xem càng mở to hai mắt. Các ngươi có thấy không, quả cầu vừa rồi đã biến mất giữa không trung. Nó có thực sự giống như chúng tôi chơi tennis không, và tại sao tôi nhìn nó giống như ma thuật hơn? Cái kia gọi là dấu vết tuy mạnh nhưng cái này gọi là thần đại thương ngay từ đầu quần vật của hắn cũng rất quỷ dị quốc hạnh cách sân tennis gần nhất nhìn cũng rõ ràng nhất cũng chính bởi vì như thế kinh ngạc nhất cũng là nàng đây rõ ràng là thần ẩn của thiên tuế ca người này làm sao cũng biết thiên tuế thiên lý cùng quốc các bình từng là học sinh trung học sư tử nhạc với quốc các bình hai người này được gọi là kisusuo thực lực cùng quốc các bình đều là cấp quốc gia mà thần ẩn lại là tuyệt chiêu ngàn tuổi ngàn dặm. Một quả bóng tennis sẽ biến mất. Tiểu học mùi đáng yêu, còn không tuyên bố điểm số sao. Ta cần phải tiếp tục phát bóng. Thần đại thương từ trong túi lấy ra một quả bóng tennis, nhắc nhở. Quốc hạnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tuyên bố điểm số. 15.0 kế tiếp chính là thời cơ liên tục ghi điểm quốc các bình và việc tiền hai người tự hồ đối với thần ẩn hoàn toàn không có cách nào, một mực mất điểm, trong vòng vài phút ngắn ngủi liền thua trận thứ hai. 30.0, 40.0, 2.0 thần đại thương cảm thấy không thú vị, sau khi phong ấn quốc các bình thực lực quá yếu. Vốn ở cấp quốc gia không tính là đứng đầu. Hiện tại đánh còn sợ tay sợ chân, coi như là ngược đồ ăn, cũng làm cho hắn không nổi một tia hứng thú. Quốc Cát bình, nếu cứ tiếp tục như vậy, em gái cậu sẽ đi theo tôi đấy. Lời nói của thần đại thương khiến quốc các bình biến sắc, càng thêm âm trầm, khí tức trên người dần dần nóng nảy. Việc tiền long mãi nhận ra quốc các bình dị thường, không khỏi kêu hắn một tiếng. Quốc! Quốc các bình lắc đầu, trở về vị trí của mình. Tôi không sao, phát bóng đi, vượt lên trước. Hiện tại đến phiên cục phát bóng Việt tiến. Đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là em gái quốc việc tiền long mã đánh ra tinh thần 12 điểm. Đem vật đổi sang tay phải, ném bóng không lưng phát bóng liền mạch lưu loát. Quần vật rơi xuống trước người thần đại thương, xoay tròn kịch liệt trên mặt đất, sau đó hướng thẳng về phía cửa mặt thần đại thương mà đến. Chính là chiêu bài của việc tiền long mã phát bóng, vòng ngoài phát bóng. Người bình thường khi gặp phải quả bóng xông về phía cửa mặt mình, nhất định sẽ theo bản năng né tránh sau đó mất điểm đây chính là chỗ hơn người của chiêu này bất quá đứng ở đối diện hắn chính là thần đại thương chỉ là nhẹ nhàng dùng vợt vỗ trước mặt tennis liền tự mình bay trở về hơn nữa bởi vì không có dùng sức duyên cớ cái này điểm rơi vẫn là ở trước lưới lúc này việc tiền long mã còn đang khiếp sợ phát bóng vòng ngoài không phải là phát bóng khó giải quyết gì chính là chú ý một cái xuất kỳ bất ý cao thủ sau khi quen thuộc rất nhanh sẽ phá giải thế nhưng ở lần đầu tiên gặp phải có thể đem ngoại toàn phát bóng đánh trở về, liền ít lại càng ít. Chỉ là, tình huống trước mắt đã không cho phép bọn họ tiếp tục mất điểm. Quốc Cát Bình ở sân sau cấp bước, nhanh chóng vọt tới trước lưới, cứu quả bóng này trở về. Nhưng quả bóng miễn cưỡng đánh trả này đã định trước chất lượng của nó sẽ không quá cao. Độ cao của tennis rất cao. Quốc Hạnh trong lòng cả kinh. Nguy rồi, lộ ra sơ hở rồi khóe miệng bộ lạc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lộ ra một nụ cười. Ha ha, treo cao cầu, xem bổn đại gia làm sao nổi bật. Ngay khi tennis có thể bay qua lưới. Bộ lạc đã đi tới trước lưới. Càng lên không trung, một kế mạnh mẽ khấu sát. Bùm. Quân vật dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay bay qua lưới, đụng vào vật bằng quyết. Lực trùng kích thật lớn làm cho nhịp đập trong tay quốc các bình trong nháy mắt trời tay mà quả bóng lại một lần nữa treo cao bay trở về. Chưa xong đâu. Hảo hảo thưởng thức mỹ kỹ của bổn đại gia đi, bước về phía viên vũ khúc phá diệt. Dấu vết nhảy lên, thân thể công thành một cái cung lớn trên không trung, lần nữa khấu sát. Cung vật hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng xanh biếc, quanh một tiếng nện xuống đất. Lướt qua người quốc các bình, đụng vào vách tường bên sân. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, lưu loát tơ trơn. Quốc các Bình sửng sốt một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Kỹ thuật khấu sát thật mạnh. Đánh rơi vật làm cho đối phương mất đi năng lực hồi bóng lại tiến hành khấu trừ lần thứ hai. Việc tiền long mã siết chặt vật. Tuy rằng hiện tại thực lực của việc tiền long mã mới là cấp quan đông. Nhưng từ nhỏ vẫn được việc tiền nam thứ lan huấn luyện, nhãn lực vẫn có. Vũ khúc viên vũ này tuy rằng nguyên lý đơn giản. Nhưng thực tế thao tác rất khó khăn ở rót vào lực lượng cực lớn đồng thời còn muốn chuẩn xác đem bóng đánh tới đối phương phách bính phía trên loại lực khống chế bóng này trong quốc sinh mà hắn quen biết cũng chỉ có bộ trưởng thanh học quốc quan mới có thể làm được toàn bộ không khí sân tennis đường phố một lần ngưng kết dấu vết dùng vật chọn tóc trên trán quét một vòng như thế nào đều đắm chìm ở bổn đại gia mỹ kỹ dưới sau tiếng hoang hô đâu thanh âm của bộ lạc khiến người vây xem xung quanh lấy lại tinh thần trả lại cho hắn là một mảnh la ó. Có cái gì mà đắc ý, bất quá chỉ là một cái khấu trừ mà thôi. Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục thắng đi. Hỗn đảng, ta muốn một quyền đánh vào mặt tên tự đại cuồng kia, thật sự là đáng giận. Dấu vết nhắm mắt lại, mở hai tay ra, trên mặt mang theo nụ cười đường hoàng. Không hề tức giận vì lời nói của đám đông. Tiếng trên của kẻ yếu. Cường giả chân chính sẽ không bởi vì lời nói của người khác mà dao động đối với mình. Bản đồ là đệ nhị tinh linh, bổn điều nhị á. Cầu điểm hoa tươi vé tháng đánh giá A à các đại lão. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Bước về phía phá diệt động địa khúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tư thế oai hùng của bổn đại gia trước sau như một a à, không có biện pháp bổn đại gia chính là lợi hại như vậy thần đại thương thấy bộ dáng say mê của bộ lạc không khỏi trận trắng mắt con hàng này thật đúng là một con trâu xã hội mấu chốt hơn chính là thật đúng là bị con hàng này bỏ vào bộ lạc không hề xấu hổ ngược lại rất đắc ý hỏi thương ngươi nói bổn đại gia có đẹp trai hay không đi thần đại thương mặc kệ xã ngưu này tự mình trở lại nửa trận của mình 30.0 việc tiến vẫn chưa từ bỏ ý định phát bóng. Chỉ bất quá mục tiêu lần này đổi thành dấu vết. Hiện tại việc Tiền Long Mã cuối cùng là học ngoan, biết thần đại thương không phải dễ dàng đối phó. Bắt đầu đem đột phá khẩu đặt ở trên người Bộ Lạc. Nhưng mà Bộ Lạc tốt xấu gì cũng là cao thủ cấp quốc gia, không phải dễ dàng như vậy là có thể nhắm vào. Huống chi Bộ Lạc vốn nổi danh với nhãn lực. Có thần đại thương tiêu chuẩn phá giải phương pháp biểu diễn ở phía trước dấu vết tự nhiên sẽ không ở trên một chiêu này kinh ngạc. Học bộ dáng của thần đại thương đem bóng trắng trở về. Lại là quả bóng trước lưới giống nhau như đúc. Giống như lịch sử tái hiện. Quốc Cát Bình trả lời một quả cầu treo cao, dấu vết nhảy lên đánh bay vật Quốc Cát Bình, sau đó nhảy lên khấu trừ. Quốc Hạnh quay mặt đi, không đành lòng nhìn thấy cảnh anh trai mình lại mất điểm. Đắm chìm dưới mỹ kỹ của bổn đại gia đi, bước về phía phá diệt luân vũ khúc bộ lạc cười lớn đem bóng chụp xuống. Thế nhưng lúc này đây, việc tiền long mã cũng không phải ngơ ngác nhìn. Dưới tình huống biết rõ dấu vết muốn khấu trừ lần thứ hai, việc tiền long mã căn cứ vào tư thế thân thể của dấu vết. Sớm dự đoán được điểm rơi của bộ lạc lần thứ hai, cũng sớm đi tới nơi nào chờ đợi. Trong nháy mắt dấu vết khấu sát xuống, đem bóng trắng trở về. Dấu vết còn đang ở trên không trung mở to hai mắt. Cái gì, tiểu quỷ này? bước về phía phá diệt luân vũ khúc đúng là một khấu sát cầu uy lực rất lớn vì vậy nó cũng có vấn đề phổ biến về việc chụp bóng đó chính là khi khấu trừ cầu thủ phải càng lên không trung điều này khiến cho khấu trừ một khi bị phản kích người khấu trừ sẽ trở thành một bên bị động gần như mất đi năng lực đánh trả chất lượng đánh trả lần này của việc tiền long mã cũng không tốt lắm độ cao bóng bay rất cao dù sao cũng là khấu sát cầu dưới lực đạo cường đại kia muốn nắm giữ lực đạo cùng phương hướng hồi cầu vẫn là rất khó khăn bóng nhanh chóng bay qua bên người bộ lạc nhưng lúc này bộ lạc thân ở trên không trung đã không còn năng lực đánh trả việc tiền long mã đè mũ đối với dấu vết lộ ra một biểu tình khiêu khích quốc hạnh làm trọng tài cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng phá tuyệt chiêu tự kỷ cuồng cái này khẳng định có thể hảo hảo áp chế nhuệ khí tự kỷ cuồng này chỉ là bọn họ cao hứng quá sớm đây chính là sông đã, ngoại trừ bộ lạc còn có một người khác tồn tại. Nửa trận này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Làm cho mọi người ở đây không khỏi biến sắc. Đạo nhân ảnh này chính là thần đại thương. Trên không trung thần đại thương thân thể công thành một cái cung lớn, sau đó mãnh liệt đem cầu chụp xuống. Đắm chìm dưới mỹ kỷ của bổn đại gia đi, bước về phía độn địa khúc phá diệt. Quốc Cát Bình đã một lần nữa lấy lại vật nhanh chóng đứng dậy, muốn tiếp một cú khấu trừ này. Chỉ là, đây chính là Động Địa Khúc hướng về phá diệt, cũng không phải là Luân Vũ Khúc hướng về phá diệt. Động Địa Khúc là chiêu thức tương lai của Bộ Lạc. Quả cầu này sau khi rơi xuống đất cũng sẽ không bật lên. Quốc Các Bình sớm đi tới vị trí quả bóng rơi xuống đất, chuẩn bị nửa đường chặn bóng lại. Nhưng quả bóng này sau khi rơi xuống đất liền bay ra ngoài, hoàn toàn không cho Quốc Các Bình cơ hội phản kích. Quốc Các Bình cứng ngắc sững sờ tại chỗ không dám tin nhìn quả bóng tennis phía sau. Khấu sát, làm sao có thể không đàn lên? Việc tiền long mãi nhìn quả bóng này, không biết như thế nào liền nhớ tới Yến Hồi Thiểm, một trong ba trọng đánh trả trong thanh học. Đồng dạng là rơi xuống đất sẽ không bắn lên. Bất quá một chiêu này so với Yến Hồi Thiểm của bất nhị chu trợ giúp, đánh trả khó khăn gấp đôi. Không nói đến điều kiện sử dụng Yến Hồi Thiểm cũng rất hà khắc, tốc độ bản thân Yến Hồi Thiểm cũng không tính là nhanh chỉ cần đánh lại quả bóng tennis trước khi nó chạm đất. Nhưng một chiêu này tiến về phía độn địa khúc tan vỡ chính là khấu trừ, tốc độ bóng cũng không phải là bình đánh bóng có thể so sánh được. Thần đại thương chậm rãi rơi xuống đất, đứng lên. Sau đó ông cánh tay của mình chà sát mãnh liệt một trận. Di, thật ghê tởm, thật không biết ngươi làm sao như không có việc gì nói ra loại lời xấu hổ này. Thần đại thương không chút lưu tình chăm chọc, hắn còn tưởng rằng dùng chiêu thức của bộ lạc nói ra những lời này sẽ tăng thêm. Kết quả ngoại trừ cả người nổi da gà ra, không có tác dụng gì khác. Có người bị ghê tẩm. Tích bộ cảnh ngô đen mặt, dơ vật giận dữ chỉ vào thần đại thương. Thương, người tên hỗn đảng này, có phải lại trộm chiêu thức của ta hay không? Đây rõ ràng chính là kỹ thuật chơi bóng hắn một mực nghiên cứu nhưng không có khai phá thành công. Vì sao lưu bộ cảm thấy thần đại thương tính cách người này rất ác liệt? không chỉ là bởi vì lúc thần đại thương nói chuyện rất tức giận hay là bởi vì vô luận ngươi dùng qua kỹ thuật đánh bóng gì hắn đều có thể phục chế lại hoàn mỹ hơn nữa luôn có thể cho ra phiên bản cường hóa cái loại cảm giác mình còn không dễ dàng khai phá ra một kỹ thuật chơi bóng lại bị đối phương không hề áp lực học trọng cũng cường hóa ai gặp được ai biết thần đại thương buông tay hay là kỹ thuật đánh bóng này bị cảnh ngô đăng ký độc quyền nếu như không có cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bán, đây rõ ràng là khổ tư suy nghĩ ba tháng mới khai phá ra kỹ thuật đánh bóng được không? Thần đại thương mặt dày, cự tuyệt không thừa nhận đây là chiêu thức của bộ lạc. Trầm tư suy nghĩ ba tháng. Dấu bộ đều sắp bị tức cười, ngươi thần đại thương nếu có thể tốn ba tháng nghỉ một cái kỹ thuật chơi bóng. Tự như kẻ lang thang bên ngoài đột nhiên vào nhà máy làm công, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá so với thần đại thương bên này thoải mái còn có thể đấu võ mồm không khí. Bầu không khí bên việc Tiền Long Mã và Quốc Các Bình có vẻ hết sức âm trầm. Từ lúc thi đấu đến giờ, bọn họ còn chưa được một điểm nào trong tay hai người này. Không hề nghi ngờ, hai người này đều là cao thủ nhất đẳng. Thực lực của Tích Bộ Cảnh Ngô từ lúc bắt đầu đến bây giờ biểu hiện ra ngoài là thật sự cấp toàn quốc. Bản thân Quốc Các Bình đã từng là người của cảnh giới này. Cho nên hắn mới càng thêm rõ ràng cảnh giới này đại biểu cho cái gì. Căn bản cũng không phải là hiện tại tự mình phong ấn mình có thể đối phó. Về phần Thần Đại Thương vẫn cười hiếp mắt kia. Hắn cho Quốc Các Bình cảm giác thập phần nguy hiểm, đây là một loại dự cảm sâu xa. Quốc Các Bình không thể nói rõ cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng áp lực mà Thần Đại Thương gây cho hắn quả thật giống như một tầng lo lắng bao phủ trên người hắn. Tuy rằng đại bộ phận bóng đều là bộ phận tiếp nhận, nhưng chỉ cần bọn họ có cơ hội ghi bàn, toàn bộ đều bị thần đại thương ngăn cản. Và trở thành quả bóng mất điểm của họ. Quốc các bình hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, đã không chấp nhận được hắn đang do dự cái gì. Mùi mùi của mình, mình nói cái gì cũng phải bảo vệ tốt. Trên người quốc các bình đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức màu đỏ sậm. Trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia tí giả tính, như là một đầu hùng sư lâm vào tuyệt cảnh, nhè răng trận mắt chuẩn bị phản công. Quốc hạnh che miệng lại. Đây là, sư tử khí tức, ca ca hắn rốt cục từ trong chuyện kia đi ra sao? Thật tốt quá, ca ca cởi phong ấn nhất định sẽ không thua hai tên hỗn đảng kia. Hơi thở của sư tử, kỹ thuật trạng thái của quốc các bình, có thể đề cao tốc độ và uy lực đánh bóng trên diện rộng. Cái giá phải trả chính là sau khi sử dụng, phong cách chơi bóng sẽ trở nên thập phần táo bạo, rất dễ tạo thành đối phương bị thương đây cũng là một chỗ dựa quan trọng để quốc các Bình có thể trở thành một trong những điểm tự quan trọng của cả nước. Hôm nay đệ nhất canh, đến điểm hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu A các đại lão. Muốn gì cũng muốn, hu hu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.